Sau nhiều năm vắng bóng thì ngày hôm nay gấu béo đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Tuy ngoại hình của Po có hơi béo như lợn nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn. Ngoài việc được nhà nhà hâm mộ và được hoàng thượng sủng ái, nhiều năm qua Po liên tục đạt giải nhân viên xuất sắc trong tiệm mì do bố làm chủ. Mọi chuyện càng tồi tệ bởi thiên hạ ngày càng yên vui thái bình, gấu Po thiếu vận động một cách trầm trọng dẫn đến hệ xương cốt dần bị lão hóa. Po bắt đầu nảy ra ý định dùng hết tiền đút lợn của mình để đi phượt khắp đất nước với ước mơ sẽ được ăn hết tất cả các món ngon trên đời. Tưởng đâu bố vịt sẽ rất buồn khi phải xa thằng quý tử, nào ngờ ông ấy lại ủng hộ hai tay hai chân. Mày đi cho nhanh chứ ở nhà hao mì tao bán quá, nói là làm gấu béo quyết định dứt áo ra đi thực hiện lý tưởng của đời mình. Dự định ban đầu là đến một ngọn núi ăn món sủi cảo nổi tiếng, ai ngờ khi đến nơi ai nấy đều nhận ra cậu chính là sư phụ dòng tay ba được hoàng thượng sủng ái. Bạn nhỏ bị ngư dân ở đây vây kín xin chữ ký một cách nồng nhiệt, đã vậy còn được mời ăn uống ngủ nghỉ free trong một nhà trọ. Lúc này bên ngoài có hai con chồn lùi bất chợt tấn công vào ngôi làng, chấn động mà chúng mang lại khiến chốt cửa phòng của gấu béo bị sập xuống. Bên trong Po bị nhốt không hay biết việc sự việc bên ngoài, chiếc găng tay quyền năng được xem là biểu tượng bảo vệ của thị trấn đang bị con chồn lùi ăn cắp. Cho đến khi gấu béo phát hiện mình đang bị nhốt, cậu dùng tấm thân bé nhỏ phá cửa lao ra ngoài. Giữa lúc lính tê giác của triều đình đang bất lực trước hai con chồn, gấu béo gặp một tai nạn bị hòn đá rơi xuống, đòn bẩy hất văng lên cao vô tình giành giật được chiếc găng tay. Tưởng chừng trở thành anh hùng nên gấu béo vênh váo ra mặt rồi mất thăng bằng, lúc rơi xuống Po dùng đôi găng tay đấm xuống đất tạo ra một cơn địa chấn khiến toàn bộ ngôi làng đều bị phá nát. Sau đó hai con chồn lùi lại tiếp cận gấu béo để giành giật chiếc găng tay, cậu ta cố gắng lắm cũng chỉ lấy được một ngón tay cái, còn bọn chồn lùi đã mang chiếc găng tay chạy mất xác. Không chịu thua ở đó, gấu béo quyết định bật hết tốc hành để đuổi theo bọn chồn tặc. Thế nhưng quá trình này cũng nhanh chóng kết thúc khi cậu bị uy lực của chiếc găng tay đấm một phát rơi hẳn xuống vách đá. Sau khi leo được lên bờ thì thái độ mọi người dành cho gấu béo bỗng dưng khác hẳn, bởi cậu vừa làm một việc vô cùng phá hoại đối với dân làng. Đến nước này gấu béo không còn tha thiết gì việc đi du lịch nữa, cậu buồn bã trở về quê và được bố nấu cho một tô mì gói chống đói. Đang húp mì đột nhiên nhận được thông báo hoàng thượng tước đi danh hiệu, cậu thất vọng đến độ úp quả mặt nọng vào tô mì. Cho đến khi một cô nàng gấu gầy mặc bộ giáp sắt phun kháng hiệu ứng xuất hiện, gấu béo tưởng đó là đồng bọn của chồn tặc nên lập tức bật bê ga lên đầu sát. Kết quả lại bại trận dưới thanh kiếm sắc bén của cô ấy, vì chưa viết di chúc nên gấu béo cầu xin gấu gầy nhẹ tay. Nhìn thấy đối phương như vậy, cô nàng gấu gầy có chết cũng không tin đây lại là sư phụ rồng lẫy lừng mà mình đang tìm kiếm. Trao đổi một lúc mới biết cô nàng vốn là hiệp sĩ đến từ Anh Quốc, còn bọn chồn lùi là tội phạm nguy hiểm đang bị nữ hoàng truy nã. Thế nên cô có nhiệm vụ bắt chúng về và ngăn không cho chúng tiếp tục gieo rắc rối lên thế giới, nghĩ rằng kèo thơm khi đi chung nên Po đã xin gấu gầy cho mình đi cùng. Tuy nhiên trong mắt cô ấy, cậu chỉ là một con gấu béo vụng về, Po tự ái bảo rằng vụng về cũng có cái giá của nó. Nhờ vậy mà cậu đã bẻ gãy được ngón tay cái của chiếc găng tay, tuy nhiên bây giờ nó lại mắc kẹt vào ngón tay và không tài nào lấy ra. Lúc đó gấu gầy đã hứa sáng mai cô sẽ dẫn Po đi cùng để bắt đám chồn tặc. Tuy nhiên sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã phát hiện cô ấy đi mất, không ngờ trong giây phút đó ngón tay quyền năng lại tự dưng phát sáng. Nó kéo gấu béo tới nơi gặp lại gấu gầy, giờ cô ấy mới nói cho cậu sáng mắt. Hóa ra cổ hẹn gặp nhau lúc 5 giờ sáng nhưng buổi sáng của cậu lại bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa. Để chuộc lỗi cho sự vụng về của mình, cậu quyết định bái sư học đạo trở thành đệ tử cô nàng. Theo như người ta nhận học trò sẽ được tặng phong bì, nhưng với gấu gầy thì không may mắn như thế. Cô ăn thử bánh mì muối ớt do PO tự tay làm và suýt thì bay mất hàm răng sứ vừa trồng. Sau một lúc gấu béo được nghe gấu gầy kể về sự tích hai con chồn lùi, chúng vốn là pháp sư ở nước Anh nhưng do tâm địa độc ác, chúng đã tìm cách ám sát nữ hoàng, từ đó đã bị bắt vào nhà giam để chờ ăn năn sám hối. Tuy nhiên bọn chồn tặc lại vượt ngục thành công và đang trên đường tìm kiếm ba món vũ khí quyền năng, bao gồm chiếc găng tay Thanos, à không, găng tay sức mạnh, công xuyên sọ và diều bạch cốt để trở thành bá chủ thiên hạ, đồng thời quay trở về trả thù nữ hoàng Anh. Nghe đến đây máu anh hùng trong Po trỗi dậy, gấu béo dẫn gấu gầy đi đường tắt đến một con sông dung nham, nếu chẳng may rơi xuống dưới thì xác định với bố xuân này con không về. Phía bên kia cây cầu đã bị phá hỏng, Po chắc chắn chiếc găng tay đang nằm bên kia ngọn núi. Trong lúc đó chiếc mũ của gấu gầy vô tình rơi xuống dòng chảy dung nham, không còn cách nào khác vì thể hiện với gái nên gấu béo đã liều mạng lao xuống vực sâu. Ấy vậy cậu lại dễ dàng giữ thăng bằng trên các tảng đá rồi lấy chiếc mũ nhảy lên bờ. Ngay khi bản thân đã an toàn, cậu bắt đầu ném dây cho gấu gầy leo qua, nào ngờ chưa được yên thân thì bọn thằn lằn tặc lại tìm đến. Chúng chỉ muốn cướp đồ chứ không cướp mỡ nên gấu béo cũng yên tâm phần nào khi biết chúng đang thèm khát thanh kiếm của gấu gầy. Nhân danh chính nghĩa, Po ra tay ngăn chặn chúng lại. Tưởng đâu bỏ cuộc đến nơi rồi thì gấu gầy lại khen một câu anh đủ mạnh mà, có vitamin gái vào là lấy tinh thần ngay.
Po giữ dây giúp gấu gầy thì sợi dây lại bị đứt, cũng may cuối cùng cô ấy cũng đã nhảy qua kịp. Mặt khác, bọn thằn lằn vẫn chưa chịu dừng lại, chúng dùng chiếc đuôi sắt để lướt trên dòng dung nham, chẳng mấy chốc đuổi kịp gấu gầy và lén cuỗng thanh kiếm đi mất. Po vì muốn bảo vệ gấu gầy nên bị xô xuống dòng chảy dung nham, lúc này cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt chắp tay xin ông đạo diễn phù hộ. Trong phút chốc, gấu béo đã bay lên đá vô ảnh cước từng con thằn lằn một, sau cùng cậu đấm vào mặt con đầu đàn và thành công lấy lại thanh kiếm cho người đẹp. Có vẻ như phía bên kia hồi chuông báo hiệu cất lên, ngón tay gấu béo đột nhiên chỉ về hướng bên kia ngọn núi. Thì ra mỗi lần găng tay được sử dụng là ngón cái cũng thức tỉnh theo. Đây chính là manh mối duy nhất giúp họ nhanh chóng bắt được hai con chồn lùi, vì vậy gấu gầy phải hoàn toàn phụ thuộc vào ngón tay cái của Bo. Lần theo manh mối, cả hai đã tìm đến một ngọn núi kinh thư và phát hiện nó đang bị sập xuống. Bo lúc này rút kinh nghiệm từ lần trước nên có ý định đấm xuyên vách đá. May sau gấu gầy đã dùng những cây che chắn ngọn núi tàng thư một cách ảo lòi. Núi kinh thư được cứu cũng chính là lúc các thủ sĩ nơi đây xem sư phụ giống như một huyền thoại, lúc đưa đi gặp thủ phạm gây ra vụ nổ lần này. Gấu béo vì nặng quá nên ngã rồi lại ngã sấp mặt mâm cho đến khi phát bán thành công đưa cậu lên trên ngọn núi. Tên tội phạm bị giam cầm bên trong không phải chồn lùi mà là một cô bé nhím con đáng thương. Cô bé cố thuyết phục rằng mình không phải thủ phạm gây ra vụ nổ, chính xác do hai con chồn và chiếc găng tay phát sáng. Từ đó nếu muốn biết được nơi bọn chồn đi qua, gấu béo phải giúp cô bé kia vượt ngục. Vì giữ chữ tín của mình nên Po đã quyết tâm bằng mọi cách phải làm một điều xấu xa nhất từ trước đến giờ, đó chính là cướp phạm nhân. Cậu cố chống xào để leo lên ngọn núi nhưng với thân hình sáu múi dồn một thế kia quả là một điều khó khăn. Sau nhiều lần bị ngã dập cả mỡ thì gấu béo cũng đã thành công đến được ngọn núi tàng thư. Lúc này đám canh ngục đang chơi đánh cờ nên không chú ý, cậu lẻn vào mở khóa cho bé nhím nhưng chiếc chìa khóa Sida kia lại bị gãy và mắc kẹt bên trong. Không còn cách nào khác, Po đành phải bê nguyên cái lồng đi. Đêm đó đội cận vệ Hoàng gia Trung Quốc cũng xuất hiện, không cần biết bên kia là ai và bao nhiêu người, chỉ cần chúng muốn cướp phạm nhân thì họ được quyền phản kháng. Quả nhiên có gấu gầy bên cạnh, gấu béo lập tức được tiếp thêm sức mạnh. Cả hai cùng nhau hợp tác đánh bại bọn tê giác và cứu bé nhím thoát khỏi vòng vây thú dữ. Nhờ bé nhím kể mà cả hai mới biết, ngày xưa từng có một nhóm người ác tung hoành làm hại trái đất. Vì vậy bốn chiến binh quyền năng nhất lúc bấy giờ đã hợp sức đúc lên bốn thứ vũ khí có thể đánh bại bọn xấu mãi mãi. Đó là chiếc găng tay quyền năng, chiếc mũ giáp, chiếc roi lửa và còn một thứ nữa là gì thì quên mất rồi. Khi đó họ lại vô tình làm mất cân bằng nguyên tố và khiến thế giới bị chia cắt. Cũng vì thế bốn thần binh lợi khí hiện phân tán bốn nơi khác nhau, nếu chúng được tập hợp lại sẽ rất nguy hiểm cho nhân loại. Nghe chuyện này thấy quen quen, gấu béo lấy một quyển tiểu thuyết ra cho gấu gầy xem. Quả nhiên quyển tiểu thuyết ấy đã viết về một nhân vật là sư phụ răng giải. Hiện ông ta đang sở hữu dây roi lửa. Thế nhưng còn chưa định vị được ông ta đang ở đâu thì tập truyện đó đã kết thúc, họ cần phải tìm cách để đọc tiếp bí mật. Trong khi đó bọn tê giác về mách hoàng thượng rằng chúng đã thua trận. Chân mệnh thiên tử liền nổi giận chét một cục cước mũi lên mặt tê giác như một sự trừng phạt, đây là cơ hội tốt để ông ta chạy chương trình thử nghiệm trên cấm quân rồng đất. Chúng có tuyệt chiêu phun nước bọt, axit nên ai nấy cũng sợ hãi. Quay trở lại với con gấu béo vụng về, cậu ta có ý tốt đưa gấu gầy đến gặp trực tiếp tác giả để hỏi xem tập 2 của quyển tiểu thuyết. Tuy nhiên đó cũng là lúc Po phát hiện mình đang bị triều đình truy nã. Gấu gầy vì không muốn dây dưa với gấu béo để làm mất cơ hội ngôi sao của mình, thế là cô quyết định đuổi Po đi, vì muốn đi theo nên cậu phải hóa trang để không ai phát hiện ra. Sau một lúc hỏi thăm xung quanh được biết tác giả của quyển sách, thế nhưng lúc này họ lại nhận được thông tin rằng tác giả đã mất. Chưa dừng lại ở đó, con trai của tác giả đột nhiên xuất hiện và liên tục xua đuổi. Từ đó gấu gầy xác định được vị trí của tác giả và trèo tường vào nhà lục tìm quyển sách. Hóa ra tập cuối của quyển tiểu thuyết đã được viết xong. Họ cùng con trai của tác giả tranh giành đọc sách thôi mà suýt làm cháy nó. Thấy con trai tác giả vẫn giữ khư khư quyển sách, gấu gầy thuyết phục rằng bao lâu nay cô cứ giữ thanh kiếm mà anh trai để lại. Cô quý nó đến nỗi không mang ra dùng, tuy nhiên bản chất của đao kiếm chỉ là công cụ giết người, cũng như chức năng của một quyển sách là dùng để đọc. Thế nhưng quyển sách không hề bình thường, đây là quyển sách giúp ta cứu thế giới. Được sự đồng ý của con ông tác giả, họ cùng nhau đọc xem quyển sách cuối cùng viết về điều gì. Hóa ra chiếc roi được truyền cho một người ở thành phố Mertek. Người đó sẽ là những người canh gác cho ngọn lửa vĩnh cửu mãi mãi về sau. Trang cuối của quyển sách là một tấm bản đồ chỉ dẫn đến thành phố bí ẩn, là nơi mà hai bố con ông tác giả đã nhiều lần đến thăm. Cậu bạn TT đã hướng dẫn đôi độc lạ Bình Dương đường đi tới nơi cất giữ chiếc roi lửa. Không ngờ lúc này họ lại bị đội cấm quân rồng đất bao vây, hai bên bắt đầu trận hỗn chiến khiến người dân đều chạy hết vào nhà. Bọn rồng dùng tuyệt chiêu phun nước bọt khắp nơi, gấu gầy cật lực vừa chống trả vừa tránh đòn từ rồng đất. Tuy vậy nhưng cô vẫn không đầu hàng trước số phận, gấu gầy nắm đuôi từng con rồng ném qua lại không khác gì ném một con rắn, thậm chí còn lấy tay đỡ chất độc cho một em bé đi lạc.
Ngay sau đó gấu gầy bị mất tập trung và lãnh chọn một pha đội đầu từ đối thủ. Đến lượt ông gấu béo vụng về ra tay thì liên tục bị ăn đấm tái mặt, xem ra phi vụ lần này lành ít dữ nhiều. Chờ khi một tên định đến kết liễu gấu gầy thì đồng đội của hắn bất chợt kêu to, khoan chờ khoảng chừng 2 giây, nhiệm vụ của họ là mang gấu béo quay về, vì vậy việc diệt gấu gầy không cần thiết. Qua đó Po bị bắt bỏ vào lồng rồi được bọn rồng đất khiêng về, ánh mắt cậu vẫn không ngừng nhìn về phía sau hy vọng gấu gầy sẽ cứu mình. Thế nhưng cô ấy lại lấy tấm bản đồ rồi quyết định chọn tự lực cánh sinh mà bỏ gấu béo, làm cách nào để Po vụng về có thể thoát khỏi chiếc lồng giam đó. Từ khi gấu béo bị bắt thì sung sướng hẳn ra, giờ cậu chỉ việc nằm vắt chân lên đùi hưởng thụ cảm giác được kẻ hầu người hạ. Chỉ tội bọn rồng đất phải thắt cơ bụng gồng cơ đít lên để đẩy Po về kinh thành nộp cho hoàng thượng. Đoạn đường phía trước còn khá gian truân, đột nhiên chiếc xe đẩy bị một thế lực nào đó tấn công. Nghĩ rằng gấu gầy sẽ quay trở lại nhưng sự thật một hiệp sĩ nai với cặp sừng vô cùng sắc bén, cho hỏi anh bị bao nhiêu bà vợ cắm sừng để có được cặp sừng chất lượng như vậy. Trong khi đó gấu gầy đã hứa hộ tống đứa bé mà cô vừa giúp đoàn tụ cùng gia đình, còn hai con trồn thì lạc đến sa mạc mênh mông và bị một trận bão cát càn quét. Phía bên kia ẩn sĩ vô danh xử lý xong hết đám rồng thì định tiến tới làm thịt gấu béo. Cậu ta nhanh trí dùng tấm thân bé nhỏ dồn về sau để chiếc xe trượt dốc. Sau khi rơi xuống vách núi chiếc xe cũng bể nát tan tành, Po lấy lại sự tự do rồi tiếp tục đi tìm cô nàng gấu gầy. Tuy nhiên trên đường cậu lại gặp tên thủ lĩnh trong đội cấm quân rồng đất ban nãy, hắn ta bày tỏ rất muốn đồng hành. Bởi bấy lâu hắn ta ăn chay nên không muốn sát sanh thêm, quay lại hoàng cung thể nào cũng bị hoàng thượng ép buộc làm những việc phi thiên hại lý. Chưa kể hắn ta hứa sẽ không bao giờ phản bội, câu nói đó khiến Po cảm động rớt nước mắt đồng ý cho hắn ta cùng đi. Gấu béo cũng thừa cơ hội này mà hành hạ tên thủ lĩnh rồng đất, cậu bắt hắn cõng suốt một đoạn đường dài cho đến khi phát hiện ra thành phố trước mắt. Sau đó đổi vị trí cõng rồng đất trên lưng, vào đến thành phố nhìn thấy hình truy nã Po được treo ở khắp nơi, cậu bất chấp vẽ bậy lên giấy truy nã nhằm che giấu. Gấu béo và rồng đất gọi ra hai tô mì hảo hảo chua cay để nói lên hương vị cuộc đời mình hiện tại. Nào ngờ khi ăn xong gấu béo mới phát hiện từ nãy đến giờ mình chỉ bị hắn ta lừa, tay cậu đã bị trói buộc vào chiếc xe bán mì, giờ muốn thoát khỏi chỉ có nước lôi cả xe mì. Vô tình chiếc xe lại trở thành cây côn nhị khúc để Po đối phó với bọn chúng. Đi hết thành phố này đến thành phố mất tích trong truyền thuyết, thế nên cả gấu gầy hay ẩn sĩ nai và hai con trồn cũng có mặt ở đây. Po kéo nguyên xe mì theo đuôi hai con trồn và vô tình gặp lại nàng gấu của mình. Phía trước đuổi theo trồn lùi còn phía sau bị rồng đất truy đuổi, ôi đúng thật nó loạn hồ gươm tiếng nẹt bô ầm ầm. Không may gấu béo bị nai hai sừng bắt lại, còn hai con trồn nhân cơ hội đó mang chiếc găng tay chạy thoát. Lần này gấu gầy không làm ngơ nữa mà xông pha giúp giải thoát cho gấu béo. Đột nhiên một cơn bão cát nổi lên dữ dội, phía sau còn có kẻ thù nên họ dường như rơi vào ngõ cụt. Bất chợt mặt cát ngay dưới chân họ bị sụt lún khiến cả hai người rơi xuống một căn hầm. Không ngờ nhờ đó họ thoát được sự truy sát của nai hai sừng, càng bất ngờ hơn khi đây là nhà của cô bé Rabia. Để trả ơn gấu gầy cứu mạng, cô bé đã dẫn lối cho hai người thoát ra ngoài một cách an toàn. Tưởng đâu mọi việc đến đây đã yên ổn, nào ngờ con nai lại xuất hiện đe dọa gia đình của bé thỏ Rabia. Không còn cách nào khác, cô bé đành vẽ cho hắn ta một bản phác họa tờ bản đồ về thành phố mất tích. Vừa thoát ra khỏi kiếp nạn, gấu gầy chợt nhớ đến hình ảnh của mình lúc nhỏ, khi ấy cô xem anh trai mình như một thần tượng và tấm gương sáng để nói theo. Anh trai cô vốn là một hiệp sĩ nổi danh của hoàng gia, cô được anh ấy dạy dỗ những kỹ năng cơ bản cần thiết nhất đối với một hiệp sĩ. Hiện tại cô và Po đã tìm đến đúng vị trí thành phố mất tích trên bản đồ, thế nhưng xung quanh lại không nhìn thấy dấu vết của một thành phố nào cả. Trong lúc hoang mang nghĩ rằng mình đang bị lừa, bất chợt một người đá khổng lồ xuất hiện. Đứng trước đối thủ to lớn như vậy, cả hai chợt đứng hình mất 5 giây để rồi Po bị hắn ta bắt giữ. Nàng gấu gầy mới thật sự lấy lại được dũng khí, cô quyết tâm tấn công hắn ta để giải thoát cho đồng đội. Tuy nhiên thanh gươm kia không đủ uy lực, kết quả cô bị đối thủ bắt giữ, trong giây lát như được thần linh mách bảo. Gấu béo chợt nhận ra người đá không phải linh vật bảo vệ thành phố mà nó chính là thành phố mất tích họ đang tìm kiếm. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Po lập tức nhảy vào miệng người đá rồi nhẹ nhàng ngả mình ra sau. Ai có thể nghĩ được bên trong thứ quái quỷ này lại là một thành phố chứ? Lúc này cô nàng gấu gầy nhớ lại trước kia anh trai từng cho cô thực hành một bài tập, phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình để tiến lên phía trước. Lấy đó làm động lực, cô nàng nhanh chóng lao mình xuống miệng người đá và đoàn tụ cùng gấu béo ngay bên trong. Quả nhiên nơi đó to lớn không khác gì một thành phố, tuy nhiên nó lại vắng hiu vô cùng đáng sợ. Rất nhanh sau đó họ đã phát hiện ra chiếc roi lửa đang nằm trong mồm một con sư tử đá. Gấu béo suy luận không thể nào một vật quý hiếm như vậy lại để người khác dễ dàng lấy đi, chắc chắn bên trong con sư tử đá đó có cơ quan hay cái bẫy. Cậu ta đùn đẩy cho gấu gầy lấy chiếc roi lửa đó rồi lấy snack ra ăn cho đỡ sợ, thế nhưng khi gấu gầy lấy được chiếc roi lửa thì xung quanh hoàn toàn bình thường. Cho đến khi tiếng cười vang lên từ sau vách đá, một cụ khỉ xuất hiện tự xưng là người bảo vệ dây roi lửa,
bà đã dành cả đời để bảo vệ nó nên không thể để họ mang đi dễ dàng. Gấu gầy cố gắng thuyết phục bà tin rằng chiếc giò lửa này đang gặp nguy hiểm. Nếu để rơi vào tay kẻ xấu, thế giới này sẽ thật bi thảm. Cô ta nguyện dành cả đời mình để bảo vệ chiếc giò lửa thay bà. Nghe xong cảm thấy khá hợp lý nên bà khỉ cũng vui vẻ chấp nhận. Cả hai bắt đầu đi theo bà ấy đến cửa hang thì bất ngờ bị đám xì ke la tỉnh tấn công. Bà ấy hoàn toàn bị chết lặng bởi vì chúng quá đông. Warden mặt nhìn gấu gầy và bà khỉ bị những bộ xương bao vây, cho đến khi vitamin gái từ gấu gầy chuyển sang khiến cậu thức tỉnh. Gấu béo dùng tuyệt đỉnh cung phu gõ từng khứa rụng hết cả xương, qua đó càng khiến bà khỉ tin tưởng hơn, trao hẳn chiếc dây roi cho gấu gầy. Họ không ngờ rằng bà khỉ chỉ muốn lợi dụng để giúp đẩy tảng đá ra khỏi miệng hang. Sau khi thoát ra ngoài, bà ta bắt đầu trở mặt giật lấy sợi dây. Gấu béo vì bị bọn xương sầu kéo chân lại nên cũng vô tình bị mắc kẹt bên trong hang động. Trong cơn túng quẫn, cậu đã tâm linh tương thông với bố và được ông nhắc nhở, ngón tay của con có sức mạnh hơn bất kỳ bảo vật nào. Gấu béo giơ hai bàn tay lên và không biết trong số 10 ngón này thì ngón nào mới có sức mạnh, sực nhớ ra đó là ngón tay cái. Po dùng chiêu nhất dương chỉ chọt một phát khiến tảng đá vỡ ra tan tành. Phía bên Nai Hai Sừng đang mải mê đọc bản đồ, không cẩn thận vấp cục đá ngã gãy chân. Hai con chồn định bỏ rơi con nai nhưng vì cảm thấy lương tâm cắn rứt nên đã đổi ý. Chồn cái lấy từ trong túi một lọ nước thần đổ vào vết thương, chân của con nai lập tức lành lại một cách vô cùng vi diệu. Nai Hai Sừng phát hiện hai con chồn này có thân phận không hề tầm thường, chúng chắc hẳn là pháp sư xấu xa chuyên luyện thuốc và ma dược. Con nai lập tức rút sừng ra solo với chúng một trận. Đang máu chiến thì chiếc găng tay của con chồn cái đột nhiên phát sáng và lôi chủ nhân của nó đi mất xác, để lại con chồn em một mình bị con nai xiên cho một nhát thủng mề. Sau khi Nai Hai Sừng bỏ đi, chồn cái lén quay về đưa em trai tìm nơi chữa trị. Lúc vào rừng, cô ta đe dọa một nông dân đang hái nấm giúp đưa về làng. Đến nơi, họ được tiếp đãi rất nồng nhiệt, còn được uống một chén thuốc có mùi thơm như mùi tất thối. Tưởng đâu vớ được con cá béo bở, nào ngờ họ lại bị đánh thuốc mê trở thành vật tế lễ cho thần linh. Đúng là con gì nuôi xong đều phải làm thịt. Hôm đó là ngày rằm nên sức mạnh chồn cái được bắc lên cảnh giới tối đa. Cô ta sử dụng ma thuật và sức mạnh của chiếc găng tay phá hỏng cả ngôi làng. Đúng lúc đó, ngón tay cái của gấu béo lại giật một phát khiến cậu ta bay đến ngay trước mặt hai con chồn. Nhanh như chớp, nhân lúc chúng chưa hoàn hồn, Po đã lăn đến bắt lấy chồn em và dùng hắn ta làm bia đỡ để khống chế cô chị. Từ đó, gấu gầy phối hợp bắt lấy cô ta rồi dùng tuyệt chiêu hấp tinh đại pháp cướp lấy mất chiếc găng tay quyền năng. Mặt trời đã ló dạng nên chồn chị không vận dụng được phép thuật nữa, chính vì thế họ dễ dàng bắt được hai con chồn để vận chuyển chúng về cho nữ hoàng. Cùng lúc, Po đang hả hê với gái nên không biết bố mình đang bị hoàng đế gấu mèo bắt giữ. Ông ta uy hiếp bố vịt phải khai ra vị trí của gấu béo trú ngụ. Nhưng vì lòng trung thành với con trai mình nên ông thà làm vịt quay còn hơn là một con vịt phản bội. Khi bố vịt bị tống vào nhà giam thì bà khỉ già mang dây roi đến diện kiến hoàng đế. Bà muốn bán sợi dây ấy cho hoàng đế với giá một nửa ngân khố triều đình. Nếu như không bán được, quyết không rời khỏi hoàng cung. Ngay sau, cả vua lẫn lính đều cười như điên, cho đến khi nhìn thấy uy lực thực sự của dây roi thì nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Hoàng đế ngoài mặt thì giả vờ giao tài sản theo thỏa thuận nhưng đằng sau lại sai đội quân tê giác vốn muốn bắt giam bà ta vào lao ngục. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng khiến cả lính triều đình đều bị dần cho lên bờ xuống ruộng. Bà ta không ngờ cuối cùng bà lại thất bại chỉ vì một cạm bẫy ngay dưới chân. Quay trở lại với chuyến vượt biên của gấu béo, lúc này họ ra đến miền thuyền nhưng do cậu đang là tội phạm bị truy nã nên không ai dám cho thuê. Đúng lúc đó có một chú gà vốn là phản đội rất ghét quân triều đình nên đồng ý cho cậu mượn thuyền. Gà ta không quên dặn dò xài cẩn thận hàng còn đang trả góp. Vì muốn nhanh hơn nên cô đã dẫn cả bọn đi bằng đường tắt, được một lúc thì tắc đường, hóa ra nay là lễ hội Tết Trung Thu. Nhân cơ hội này, gấu béo cố tình thuyết phục gấu gầy hãy thư giãn một lúc để giảm bớt căng thẳng, một phút thì có chết thằng tí nào đâu. Chính bản thân cô cũng không thể cưỡng lại được những món ăn ngon trước mặt, cả hai nọ ngồi ăn và lơ đi hai con chồn đang trên thuyền. Chúng có cơ hội hô hào chúng bị bắt cóc. Đúng lúc có lính triều đình đi ngang qua và nhận ra gấu béo chính là tên tội phạm mà hoàng đế đang rất muốn bắt bẻ. Cậu cố hết sức giải thích mình là hiệp sĩ còn hai tên chồn kia mới là tội phạm. Nào ngờ tình hay lý gian, trên chiếc thuyền có cắm lá cờ hình anti hoàng đế. Chưa hết, hai con chồn còn ăn cắp một mớ đồ các thương nhân xung quanh để giáng họa cho gấu béo. Hết đường chạy nên cả hai đành phá thuyền của quân lính rồi nhanh chóng trốn đi, áp giải hai phạm nhân vào khu rừng phía trước an toàn rồi Po mới thành thật thú nhận. Việc đi đường tắt hoàn toàn do mình sắp đặt bởi muốn đưa cô đến tham gia lễ hội trăng rằm. Nghe xong, gấu cái vô cùng tức giận muốn tát một phát cho cậu ta bớt đần lại. Không cần cô ra tay, nhờ trăng rằm mà chồn cái phục hồi được pháp thuật, cướp mất chiếc găng tay và cây dao găm của gấu gầy. Sau đó còn trói Po lại vào gốc cây, chúng đe dọa tính mạng gấu béo để lấy được thông tin hiện giờ sợi roi lửa. Không ngờ gấu gầy lại đồng ý tiết lộ cho chúng biết hiện sợi roi đó đã bị khỉ bà mang đi bán cho hoàng đế gấu mèo.
Kết quả cả hai đều bị trói lại trên cây, còn chúng thì chạy đến hoàng cung để tìm sợi roi lửa. Hoạn nạn mới thấy chân tình, Gấu Gầy không còn bỏ mặc Gấu Béo như mọi khi nữa, cô dùng thanh kiếm quý giá của mình để cứu cả hai thoát nạn. Họ tiếp tục cùng nhau trên hành trình trả thù cho anh trai của Gấu Gầy, lấy lại danh dự cho Gấu Béo. Không ngờ khi đến hoàng cung, bọn trồn lại nấp bên ngoài để nghe ngóng tình hình, cặp đôi gấu xông thẳng vào trong và bị hoàng đế cho lính bắt lại. Trong lúc họ đang cố chứng minh cho hoàng đế hiểu rằng mình thật sự bị oan, cô gái bên cạnh Po chính là hiệp sĩ đến từ Anh Quốc. Bất ngờ Nai Hai Sừng xuất hiện và khẳng định Gấu Gầy chỉ là hàng fake, hắn ta mới là hiệp sĩ thật sự do nữ hoàng Anh phái đến để bắt cô ta về. Hắn đưa sắc lệnh có chữ ký của nữ hoàng cho hoàng đế Trung Hoa xem, từ đó hoàng đế đã chấp nhận để Nai Hai Sừng áp giải Gấu Gầy về lại vương quốc. Po bên cạnh còn chưa tin những gì con Nai nói là thật, cậu hỏi đi hỏi lại Gấu Gầy nhiều lần cho đến khi chính miệng cổ thừa nhận rằng mình không phải là hiệp sĩ. Đúng là buồn của Gấu Béo khi bị lừa đến rất nhiều lần trong cùng một bộ phim, rất nhanh sau đó cậu bị nhốt vào nhà giam cùng với cả bố và khỉ bà. Trong khi Gấu Gầy bị áp giải, cô thuyết phục Nai Hai Sừng tin rằng mình chỉ muốn trả thù cho anh trai đã bị hai con trồn giết chết. Đồng thời thanh kiếm hiệp sĩ mà họ cho rằng cô đã ăn cắp chính là kỷ vật mà anh trai đã để lại. Hiện giờ hai con trồn đã có được chiếc găng tay quyền năng và chúng sắp lấy thêm một món trong tứ đại vũ khí. Nói đến nước này rồi mà hắn vẫn không tin, cuối cùng cô đành phải tự thân vận động, đánh lén hắn ta rồi tự cởi trói cho mình. Gấu Gầy nhanh tay lấy được cặp sừng của hắn, thế nhưng trận chiến vẫn không hề cân sức, cho đến khi cô sử dụng tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp mà anh trai truyền lại con Nai mới thực sự đưa tay đầu hàng. Cô dồn hắn vào gốc cây rồi chém phát dọa khiến hắn sợ đái ra máu. Con Nai nôn nóng đuổi theo Gấu Gầy, thế nhưng việc hắn dùng răng để nhai đứt sợi dây chắc phải đến mùa Tết năm sau. Quay trở lại với nhà giam, mọi người bắt đầu lập ra kế hoạch để vượt ngục. Họ dụ tên lính canh rồng đất đến với lý do buồn đi vệ sinh rồi bất ngờ đập một phát khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Từ đó bà khỉ lấy được chìa khóa và mở cửa giải thoát cho mọi người. Trong lúc rời khỏi đây, Pon thấy bé Nico nhím cũng đang bị nhốt nên đã tốt bụng mở cửa cho cô bé. Bất chợt một vụ chấn động khiến mọi thứ rung chuyển. Hóa ra ở trên cung điện hai con trồn lùi đã mang chiếc găng tay đến để đe dọa đức vua. Chúng chỉ đập một phát xuống đất, tứ trụ trong cung đều bị đánh bật cả gốc, đội lính hộ vệ cũng bị trụ đè cho dập mỡ. Hiện giờ chỉ còn một mình Gấu Béo có thể chiến đấu. Po sử dụng tuyệt đỉnh cung phu để so chiến nhưng chúng lại xem thường khả năng Gấu Béo. Cho đến khi hai bố con quyết định hợp tác với nhau, tưởng đâu sẽ có một trận gay cấn long trời lở đất, nào ngờ cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nhân lúc họ đang đánh nhau thì khỉ bà đã cướp lại cây gậy từ tay đức vua, trốn lên một chiếc xe trượt tuyết. Đức vua không cam tâm nên cũng liều mạng bám theo sau. Trong lúc này Gấu Gầy cố gắng chạy đến hoàng cung bằng một cách nhanh nhất có thể, tuy nhiên cô đã đến chậm một bước. Bên trong Gấu Béo đã dùng một ngón tay cái để đấu với chiếc găng bốn ngón quyền năng mà trồn chị đang đeo. Chúng chạm vào nhau tạo thành một cơn địa chấn hất văng Gấu Gầy ra ngoài. Khi cô ngước mặt lên nhìn vào trong thì hỡi ôi, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Hoàng cung lúc này đã bị trận chiến phá tan tành. Gấu Po sau khi phát hiện ra Lulu không phải là hiệp sĩ nên cũng rất thất vọng. Uổng công bao lâu nay đi theo cô tầm sư học đạo thì ra tất cả đều là giả dối. Để giải quyết hiểu lầm lần này, Lulu đành phải kể cho Po nghe hết toàn bộ sự thật. Nhiều năm về trước, khi cô còn là một con bé ngu si đần động và tò mò, cô đã lén đi theo anh trai trong lúc anh ấy đang chiến đấu với hai con trồn kia. Cũng vì bảo vệ cô nên anh ấy đã mất cảnh giác và bị con trồn đơm lén sau lưng. Luôn tự nhủ cái chết của anh là do cô gây ra, thế nên từ đó đến giờ cô luôn ảo tưởng sức mạnh, tự nhận mình là hiệp sĩ. Dùng thanh kiếm của anh trai đi truy lùng hai chị em nhà trồn khắp nơi. Thấy lý do cũng chính đáng nên một lần nữa Gấu Béo lại đồng ý giúp đỡ cô nàng. Lúc này ông bố vịt của Gấu Béo cũng đòi đi theo để bảo vệ đứa con trai bé bỏng. Cả ba người họ đã vào nhà giam để nhờ bé Nico nhím hỗ trợ, hy vọng với tài sử dụng pháo hoa của mình, cô bé sẽ đưa họ đuổi kịp hai con trồn kia. Tuy nhiên vừa đến nhà giam thì Gấu lại bị tên thủ lĩnh rồng đất bắt giữ, lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta. Chưa chắc đâu cưng, Gấu Béo lôi cả tên rồng đất theo lên xe trượt tuyết rồi bắt đầu hành trình chạy đua. Bố đây từng là nhà vua địch giải đua xe trượt tuyết ba miền đấy nhé, không biết có tin tưởng được hay không, nhưng bây giờ ba sinh mạng đều trông chờ vào tay lái lụa của bố vịt. Quả nhiên tài năng của ông ấy phối hợp rất ăn ý, với tốc độ của dàn pháo hoa, cả bọn ngồi không dám ho hém một lời để ông tập trung hết 100% công lực. Mà nhào lộn đỉnh cao đã giúp họ rút ngắn khoảng cách với chiếc xe trượt tuyết của hai con trồn và bà khỉ. Bất chấp hoàng thượng, Gấu Mèo nhảy ra cầu xin Gấu Béo, hiệp sĩ rồng mau mau hải cứu chấm. Ồ, bây giờ ông mới công nhận tôi là hiệp sĩ rồng hay sao? Sẵn có rồng đất trong tay, Po dùng hắn làm vũ khí để cứu hoàng thượng thoát khỏi tay khỉ bà. Mà bà khỉ cũng không thua kém gì, tận dụng luôn cả ông vua để choảng nhau, rồi tụi bay cứu chấm hay đang hành thích chấm vậy. Tên rồng đất cuối cùng nghĩ ra một thần mị diệu kế, nắm chặt tay ông vua lại để kết thúc trận chiến.
Kết quả cả hai va vào gốc cây nơi hiệp sĩ Nai Hai Sừng đang bị trói rồi ngã khỏi xe. Nhưng ngày hôm nay đêm trăng tròn, bọn trồn lại càng manh động hơn, dùng phép thuật điều khiển cây cối tấn công Gấu Béo và Khỉ Bà Bà khiến xe trượt của họ vỡ tan tành. Gấu Béo nhanh tay nhặt được sợi dây roi lửa quyết chiến một trận sinh tử với chúng. Trong tay chúng đang nắm giữ cuộn kinh thư nên rất tự tin, bởi cuộn kinh có chứa toàn bộ thông tin và vị trí của cả bốn món vũ khí ma thuật. Cộng thêm sở hữu chiếc găng tay nên chị em nhà trồn càng máu chiến hơn. Mặt khác, Gấu Béo một tay đang bị bó bột, tay kia vẫn chưa điều khiển được sợi dây roi nên có phần thất thủ. Thấy con trai bị bắt nạt, bố Vịt ra sức bảo vệ ném đạn tuyết vào mặt bọn trồn. Tuy có lòng nhưng những viên đạn đó chẳng làm bọn chúng lùi bước ngừng tấn công. Trồn chị dùng đôi găng tay vĩnh cửu nắm sợi dây lửa của Gấu Béo hất văng họ ra xa. Suy ra sợi dây cũng đã bị cướp đi mất. Giờ đây một bên có hai vũ khí ma thuật còn bên không có món nào. Gấu Béo bó tay chịu thua nhìn chúng mang cả hai món vũ khí đi mất. Tuy nhiên Khỉ Bà Bà vốn không dễ dàng để yên như thế. Bà ta nhân lúc chúng đi ngang qua liền nắm chân kéo trồn em ngã rồi chiếm đoạt lại sợi dây roi. Với sức già lực yếu như thế cũng không làm được gì. Tên trồn em chỉ việc nhẹ nhàng giật lại sợi dây rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chúng leo lên tàu chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên bị Lulu kéo dây neo lại. Cô nàng vẫn cố chấp không chịu buông tay cho đến khi Gấu Béo phát hiện có nguy hiểm. Cậu nhào lộn chém đứt sợi dây cứu cô thoát khỏi con dao găm chúng ném từ phía sau. Cứ ngỡ lần này sẽ lại bị mắng một trận vậy mà Lulu lại chạy đến ôm chầm Po, nhẹ nhàng nói hai từ cảm ơn. Đang thất vọng không biết làm sao để đối phó với hai con trồn ấy, trong khi chúng có hai món vũ khí còn mình tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Bất chợt Khỉ Bà Bà xuất hiện cùng với sợi dây roi lửa múa vài chiêu trước mặt Gấu Béo. Nếu bà cầm sợi dây chúng cầm cái gì? Hóa ra ban nãy Khỉ Bà Bà đã nhanh tay đánh cháo chúng sợi dây dây giả. Quả nhiên gừng càng già càng cay, khỉ càng già thì càng tình thú. Từ đó họ lại có thêm hy vọng để thực hiện lý tưởng ngăn chặn chị em trồn pháp sư. Chỉ cần lấy được bốn món vũ khí trước chúng sẽ không còn cơ hội hồi sinh đội quân xác chết. Giờ đây vận mệnh của cả thế giới đều nằm trên vai biệt đội siêu tình nguyện, bao gồm đại sư võ thuật Po, nàng hiệp sĩ Pha Ke Lulu, siêu đạo tặc hai ngón Khỉ Bà Bà và cuối cùng ông Vịt đầu bếp đồng thời cũng là bố của Po. Bất lợi lúc này do họ không có quyển kinh thư chỉ đường nên có thể cuộc hành trình sẽ chậm nhịp hơn so với hai con trồn. Để tìm được món vũ khí tiếp theo là bánh xe bão táp, họ buộc phải phụ thuộc vào một sợi dây chuyền của sư phụ Void Mammoth. Nghe đến đây bà Khỉ nhận ra ngày trước bà cùng cộng sự đã từng trộm được sợi dây chuyền ấy. Tuy nhiên do lúc đi lấy chiếc roi lửa, bà đã bị nhốt trong hàng động suốt một thời gian dài nên hiện tại sợi dây chuyền được cộng sự cất giữ tại căn cứ bí mật. Cả hội theo chân bà Khỉ đến thành phố nơi bà ta từng sinh sống và hành nghề hai ngón. Nghe đâu đó là một khu ổ chuột với đầy rẫy cạm bẫy và những tên siêu đạo trích lẫy lừng. Khi đến nơi họ đã phải ngạc nhiên bởi sự phồn thịnh vượt xa mức tưởng tượng, họ bị thú vui nơi thu hút mà cuốn theo quên luôn cả nhiệm vụ cần thực hiện. Bố con nhà gấu lo ăn đến sập cả chợ, bà Khỉ không thể nào trụ lại được sức hút các đồ vật đắt tiền nên sinh ra ngứa nghề. Bà ta chôm hết món này đến món khác, vô tình đụng phải một quý ông voi Mammoth, nhìn thấy cây gậy của bà ba lần bảy lượt đề nghị mua nó. Bà Khỉ chỉ mắng nhẹ một câu, dù ông có ra bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không bao giờ bán. Cuối cùng ông voi hỏi 50 đồng, bán ngay và luôn. Cũng may Gấu Béo quay lại ngăn chặn kịp thời chứ không sợi dây roi lửa được giấu trong cây gậy đã bị bà Khỉ bán đi. Sau khi ăn uống no nê họ lại tập trung vào chuyên môn chính, theo chân Khỉ Bà Bà họ đưa đến nơi được cho là căn cứ bí mật của nhóm siêu đạo trích bà từng tham gia. Suốt bao nhiêu năm qua nơi này giờ trở thành một nhà hàng sang trọng với các khu vui chơi trẻ em đặc sắc, tham quan một vòng cuối cùng bà ta cũng gặp lại được người cộng sự cũ của mình Sốc Dìa. Hiện giờ cô Sốc đã có con cái không còn muốn dính vào chuyện giang hồ trong quá khứ. Đồng thời xem bà Khỉ như người xa lạ chưa từng quen biết, điều đó càng khiến bà Khỉ nổi điên lên ra tay tấn công trước. Hai bên đánh nhau ỏm tỏi báo hại nhà hàng bị xáo trộn đồ vật tứ tung, khách hàng thì hoảng loạn chạy đi mất. Sau khi bà Khỉ chiến thắng cũng đã buộc người cộng sự nói ra tất cả, thời thế bây giờ đã thay đổi kể từ ngày bà Khỉ biến mất. Một ông trùm bất động sản đã đến đây mua hết nửa thành phố và cải tạo lại tất cả. Hành động đó cũng khiến băng đạo trích không còn đất sống, dần phải giải tán. Về việc mặt dây chuyền do thiếu nợ nhiều quá không có tiền đóng lãi nên bà mang bán cho một phụ ông. Phía bên kia Lulu nghe những lời giảng dạy của bố Vịt nên đã quyết định phá vỡ mọi quy tắc hiệp sĩ để sống một cách thật thoải mái. Theo đó cô tự mình khám phá xung quanh nhà hàng, vô tình tìm thấy mặt dây chuyền, chứng tỏ bà Khỉ đã bị người cộng sự của mình nói dối. Giờ thì Lulu cũng nhận ra việc sống theo các nguyên tắc khiến cô luôn bị gò bó và mất đi nhiều cơ hội thành công. Do vậy cô đã tự tay ném bỏ quyền quy tắc hiệp sĩ, chấp nhận sống một cuộc đời giống như Gấu Béo, gạt bỏ hết nỗi sợ và những lo lắng không cần thiết. Cùng lúc đó bọn trồn nhờ có quyển kinh thư nên đã xác định được vị trí của chiếc mũ gió, một trong hai món vũ khí còn lại. Trên đường đi chúng mới phát hiện ra đang giữ dây roi giả nên đã ném nó đi,
bỗng chốc một cơn gió thổi đến khiến con tàu bay lên không trung, tiến thẳng đến hòn đảo phía trước. Xem ra chúng đang đến rất gần với chiếc mũ ma thuật rồi. Quay trở lại với nhóm Po và các bạn, cô Sóc tiết lộ sợi dây chuyền mà Lulu vừa tìm thấy chỉ là sợi dây bình thường. Còn sợi dây quý giá mọi người đang tìm bà đã bán cho ông trùm bất động sản ở đây. Lấy ví dụ cây bánh tròn là con voi, còn miếng bánh hình tam giác kia là mặt dây chuyền. Hiện tại mặt dây đang được bảo mật cẩn thận bên trong một căn phòng có lớp cửa sắt dày kiên cố. Chiếc chìa khóa luôn được ông voi mang theo bên người. Chưa hết, bên ngoài còn có lính canh phòng nên việc tiếp cận nơi đó là cực kỳ khó. Chỉ có một cơ hội duy nhất, đó chính là lợi dụng thời cơ ông vua tổ chức tiệc đính hôn. Bọn lính gác sẽ được đi ăn tiệc nên việc canh gác cũng trở nên mềm lỏng. Từ đó họ đã phân công mỗi người một vị trí để hành động. Tối đến, cả nhóm cải trang thành khách đến dự tiệc và dễ dàng đột nhập vào trong. Lulu dùng mỹ nhân kế của mình cố gắng tiếp cận ông voi, đồng thời dẫn dụ ông ta đến nơi vắng vẻ tiện khỉ bà cướp lấy chìa khóa. Khi ấy bố vịt chạy đến thông báo cho gấu béo thời cơ hành động đã đến, nhưng bà khỉ lại dở lòng tham đi trộm cắp khắp nơi khiến kế hoạch bị xáo trộn. Không còn cách nào khác, Po lại phải đích thân ra tay giải quyết vấn đề, nhờ cô nàng Lulu tiếp cận câu giờ phân tán sự tập trung tên voi. Cuối cùng sau nhiều lần thất bại và suýt bị phát hiện thì gấu béo cũng đã thành công lấy được sâu chìa khóa. Đâu đó xa xa ngoài hòn đảo, bọn trồn vừa đặt chân đến nơi thì bị một băng nhóm lâm tặc cướp hết lương thực. Trong quá trình đuổi theo, chúng bắt được một trong số những tên cướp lại để tra khảo. Khi tháo bỏ mặt nạ xuống, thật bất ngờ tên cướp ấy lại chính là người trong đội pháp sư của nữ hoàng Anh quốc. Hóa ra ngày mà hai chị em nhà trồn thực hiện kế hoạch xoán ngôi nữ hoàng và dệt chớt anh của Lulu, nữ hoàng đã phát lệnh truy nã toàn bộ các pháp sư, khó khăn lắm họ mới thoát ra khỏi vương quốc và tìm thấy hòn đảo này. Thế nhưng ngoài nước và cây cỏ ra, trên đây hoàn toàn không có thức ăn gì khác. Cũng may tìm được chiếc mũ điều khiển gió đã giúp họ tồn tại được đến ngày hôm nay. Tại thành phố Ấn Độ, sau khi lấy được chiếc chìa khóa, gấu béo cùng bố thành công mở được cánh cửa của căn phòng bí mật hiện đang cất giữ sợi dây chuyền. Thật bất ngờ khi bên trong đặt sẵn chi chít những sợi dây báo động, chỉ cần chạm nhẹ vào nó tiếng chuông sẽ lập tức vang lên đưa bọn mãng xà đến. Việc khó đã có Po lo, tuy bụng có hơi bự tay chân có hơi ngắn nhưng gấu béo cũng đã cố hết sức luồn lách qua các kẽ hở. Nhìn cảnh tượng này bố vịt không khỏi tự hào. Không uổng công bán bao nhiêu tô mì kiếm tiền cho thằng con đi học múa ba lê, đến điểm cuối cùng gần như chỉ còn vài centimet nữa là đã lấy được sợi dây chuyền. Bố vịt lập tức tiếp tế gấu béo một đôi đũa tre, nhờ đó cậu đã thành công gấp được sợi dây chuyền ra khỏi tủ trưng bày. Khi trở ra ngoài, họ mới biết được lý do vì sao việc đột nhập vào đây lấy cắp lại diễn ra thuận lợi như vậy. Đằng sau kế hoạch của họ là sự phản bội của cô Sóc, cô ta dùng họ như con mồi để lấy lòng tin của ông voi. Dù ông ta phải lập tức lấy con gái của cô làm vợ, bà khỉ tức giận vì bị người cộng sự tin tưởng nhất phản bội, định phản công lại thì lũ rắn đã nhanh hơn lao đến siết chặt bà ta. Theo lệnh ông voi tách bà khỉ ra khỏi đồng bọn, nhốt riêng để tra khảo bà đang giấu cây gậy ở đâu. Lúc này Po và Lulu bị nhốt một gian phòng riêng biệt, nhờ vào sự phá cách của mình, Lulu nhanh chóng tìm được lối ra được che đậy bởi một chiếc bệ làm bằng đá. Quả nhiên khi gấu Po giúp cô nâng nó sang một bên, họ đã phát hiện ra một đường cống nhỏ. Với thân hình phì nhiêu nhiều mỡ thế này chắc chắn không thể nào chui lọt qua đó. Po miệt mài dùng chiếc thìa để đào cho cái lỗ to hơn. Không để phí thêm thời gian và công sức, Lulu chơi lớn ném cái bệ vào phá vỡ nắp cống, từ đó mở đường cho cả hai trốn ra ngoài. Trong khi đó, ông voi đến tra hỏi bà khỉ về cây gậy thì bị bà ta nắm thóp, rõ ràng ông ấy không hề muốn cưới con gái của Ria làm vợ. Mục đích cuộc hôn nhân cũng chỉ vì ông muốn cướp mảnh đất nhà hàng của họ rồi săn bằng nó thành bãi đỗ xe, nói cách khác hôn nhân thương mại. Biết được bí mật ấy, đáng ra bà khỉ sẽ phải cảnh báo cho Sóc biết để cô ấy đề phòng. Chờ ông voi đi rồi, bà khỉ tự dùng dao cởi trói, thoát ra khỏi nơi giam cầm và quyết định chuồn đi mất xác. Thôi thì bản lĩnh ai nấy hưởng, nghiệp ai người đó gánh. Bên ngoài đám cưới được gấp rút diễn ra, sợi dây chuyền sẽ được dùng làm của hồi môn trao tặng con gái Sóc. Đang diễn ra suôn sẻ thì Po và Lulu kéo đến phá tan cái đám cưới, lũ mãng xà được lệnh bảo vệ để cô dâu chú rể thực hiện cho xong nghi lễ thành hôn. Để đúng như phong tục thì chú rể phải dẫn cô dâu đi vòng quanh đống lửa 7 lần. Tưởng chừng bà khỉ sẽ bỏ mặc cộng sự của mình, nào ngờ phút chót bà đã quay lại cảnh báo Sóc biết toàn bộ sự thật. Đã vậy bà khỉ chẳng nhận được một lời cảm ơn nào, Sóc còn tỏ thái độ như cô ta đã lường trước được âm mưu của tên voi ma mút. Trong lúc ngạc nhiên, bà khỉ mất tập trung và bị Sóc đánh bại. Từ trên cao, ông vịt bay xuống định đớp lấy sợi dây chuyền nhưng xui thay lại bị nguyên mâm lễ vật hất thẳng vào mặt, sợi dây chuyền thì rơi xuống đất khiến mặt dây vỡ vụn. Thôi xong rồi, không có nó họ chẳng thể nào tìm được bánh xe bão táp. Bất ngờ toàn bộ đèn xung quanh đều bị gió thổi tắt. Một con rồng nổi lên khiến mặt dây chuyền trong tay bố vịt phát sáng, toàn thân ông bị những sợi dây ánh sáng quấn quanh, nhức nhức cái đầu rồi. Bố vịt nhấc bổng lên không trung, chờ sợi dây biến mất cũng là lúc đôi mắt ông sáng rực lên màu vàng.
Có vẻ việc mặt dây chuyền bị vỡ đã khiến mặt thật bên trong nó thoát ra ngoài và nhập vào người bố vịt. Kể từ đó, thần trí ông bắt đầu đi loạn lúc tỉnh lúc mê. Do linh hồn sư phụ ma mút chiếm lấy thể xác nên ông không làm chủ được bản thân, liên tục tấn công vào mọi người để cướp lại dây roi lửa. Dù vậy nhưng gấu Po và mọi người đều không dám đụng đến một sợi lông ông ấy, dù sao cơ thể đó cũng là của bố vịt. Cả bọn ngoại trừ việc vừa cầm chiếc roi theo vừa chạy trốn thì không còn cách nào để chống trả nữa, cho đến khi nghĩ ra được kế hoạch lừa ông ấy. Bằng cách thả sợi dây xuống đường cống, sau đó gấu béo nấp sẵn bên dưới và giấu sợi dây đi. Tuy nhiên lão voi vốn thông minh hơn họ nghĩ, ông ta xuống tận bên dưới đường cống để tìm sợi dây. Lúc này gấu béo đang trốn thì bụng đột nhiên cồn cào phát ra âm thanh vang cả một vùng. Từ đó cậu ta đã bị lão ma mút phát hiện, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đợi đến lúc lão ma mút đuổi gấu béo ra khỏi miệng cống, Lulu và bà khỉ âm thầm tiến đến từ phía sau định bắt lão ấy lại. Thế quái nào lão ta có hai con mắt gắn sau lưng hay sao cũng phát hiện ra được. Chỉ với một chiêu điểm huyệt, lão ma mút khiến bà khỉ và Lulu nằm bất động, không còn đồng minh tương trợ. Po chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy khỏi sự tấn công của linh hồn ông ma mút, để rồi trong quá trình chống cự để ông ta cướp mất sợi dây roi lửa. Lão chính thức hiếu chiến tấn công trực diện, dồn Po vào đường cùng, cảm nhận con trai đang gặp nguy hiểm. Linh hồn bố vịt đã quay trở lại đấu tranh trong tâm trí để đẩy linh hồn lão ma mút ra khỏi cơ thể. Nhờ sức mạnh tình phụ tử mà ông vịt đã điều khiển được tâm trí của mình, giờ cả hai linh hồn đã chịu hợp tác trong hòa bình. Qua đó ông ma mút cũng bớt tăng động hơn để lắng nghe những gì gấu béo trình bày. Hiện giờ bánh xe bão táp, món vũ khí quyền năng của ông đang bị hai con chồn lùi rình rập. Chúng đang trên đường đến cướp bất cứ lúc nào, vì vậy ông phải hợp tác thông báo họ biết món vũ khí ấy hiện cất giữ ở đâu. Cơ mà khoan, không phải ông từng nói chỉ cần tìm thấy sợi dây chuyền thì sẽ biết được vị trí của bánh xe bão táp hay sao? Hóa ra đó chỉ là lời đồn do chính ông tung tin để đánh lạc hướng tìm kiếm của mọi người. Sau khi thỏa thuận thành công với linh hồn sư phụ ma mút, họ cùng nhau đi tìm bánh xe bão táp. Mọi người chuẩn bị lên đường cho chuyến đi của mình thì được cô sóc tặng cho một con tàu, chưa kịp cảm ơn thì ông trùm bất động sản lập tức đòi lại. Bi kết hắn đã kết hôn với con gái của sóc nên con tàu đó cũng là tài sản của hắn, chưa kể toàn bộ tài sản của hai mẹ con hiện cũng trở thành tài sản chung của hai vợ chồng. Tưởng dễ ăn nên hắn ta vô cùng tự mãn với chiến thắng của mình, ấy vậy mẹ con sóc đã tính toàn trước một bước. Cô con gái đã chuyển hết tài sản thư kế của hai vợ chồng cho sóc đứng tên. Suy ra hắn mất trắng toàn bộ tài sản của mình cũng như đất đai đã cướp của dân làng. Lúc này khỉ bà mới sáng mắt ra, người cộng sự lâu năm của bà vẫn như xưa và không hề phản bội. Hiểu lầm của cả hai đã được giải quyết, mọi người vui vẻ rời đi trên chiếc tàu mà cô sóc đã tặng. Trong lúc đó hai con chồn đang đánh nhau với đồng bọn để cướp lấy chiếc mũ điều khiển gió. Các pháp sư ở đây cần có chiếc mũ này để sinh tồn, nó giúp họ tìm kiếm thức ăn nên họ không thể nào để mất chiếc mũ ấy. Nghe đến đây chồn em cũng không nỡ dồn họ vào đường cùng. Hắn khuyên chị gái tạm thời gác lại việc lấy chiếc mũ mà đi lấy những món vũ khí khác trước, chồn chị không chịu vẫn nhất quyết cướp nó cho bằng được. Cô dùng mưu hèn kế bẩn xô đại pháp sư rơi khỏi con tàu, thành công cướp đi chiếc mũ quyền năng. Trong tay chúng đã sở hữu được 2 trong 4 món vũ khí sức mạnh, con đường thực hiện giấc mơ thống trị thế giới của chúng xem như đã đi được nửa chặng đường. Diễn biến khác, sự trở lại của hiệp sĩ Nai Hai Sừng đã khiến câu chuyện trở nên thú vị. Trải qua gần 5 tập phim, vào mùa thứ 2 thì chú Nai đã nhai đứt được sợi dây và tự thoát ra ngoài. Trên đường đuổi theo mùi nhóm gấu béo, Nai đã phát hiện tên thủ lĩnh rồng đất. Tuy hắn không có ý xấu gì, chỉ muốn lợi dụng khứu giác của anh nhằm truy tìm Po, ý tưởng lớn gặp nhau. Từ đó hiệp sĩ Anh Quốc nhanh chóng hợp tác cùng hiệp sĩ Trung Hoa trở thành một cặp ăn ý. Giờ họ không còn đuổi theo nhóm của gấu béo nữa mà chuyển hướng tìm đến nhà của cậu ta. Đi ròng rã một tháng trời, cuối cùng cũng đã tìm đến nơi. Lúc này gấu Po cùng đồng đội cũng đã lênh đênh trên biển tròn một tháng. Hành trình đó đã đưa họ băng qua nhiều hòn đảo kỳ lạ để thu thập vũ khí sức mạnh và ngăn chặn hai con chồn nguy hiểm. Với sự dẫn dắt linh hồn sư phụ voi ma mút đang nhập trong cơ thể bố vịt, họ cũng đã vào được đất liền. Nơi họ dừng chân là một vườn cacao rộng lớn và sai quả. Chưa kịp hái trộm được quả nào, họ đã bị một chú ếch tấn công. Bố vịt nhanh chóng phát hiện ra nên đã kịp phản đòn. Tuy nhiên bên phía ếch ộp có đến 3 tên đồng bọn. Biệt đội ếch ộp vốn là những người canh gác vườn cacao này. Sự xuất hiện bất ngờ của nhóm gấu Po khiến họ nghĩ có người muốn trộm ca cao nên mới ra tay tấn công. Hành trình ngồi thuyền lâu như vậy xương khớp cũng nhức mỏi, bà khỉ hào hứng xem như đây là buổi rèn luyện gân cốt, nhờ mấy chú ếch giúp mình đấm lưng. Khi bố vịt đứng ra ngăn cản cuộc chiến, ba chú ếch thấy thân thủ của họ thuộc hạng cao thủ nên đã dẫn họ về căn cứ nghỉ ngơi. Đến đó mọi người được các chú ếch lo cho ăn uống lo say, nhưng rõ ràng không có bữa ăn nào là miễn phí. Những chú ếch này vốn dĩ muốn nhờ nhóm gấu béo giúp họ đánh đuổi một con quái vật. Hóa ra từ lâu khu vực này luôn bị một con quái vật rình rập cướp lấy lương thực, cứ mỗi độ trăng tròn nó lại tìm đến. Với sức lực của ba chú ếch nhỏ nhắn này thì không thể nào đánh đuổi được nó,
Vừa hay đêm nay là thời điểm mà con quái vật ấy đến đây cướp lương thực. Nhóm gấu béo rất trượng nghĩa, chỉ cần ở đâu cần thì họ sẵn sàng giúp đỡ mà không đòi hỏi công lao. Khi đối diện với con quái vật phải thốt cả họ hàng nhà Đậu, nó là một con bọ cạp khổng lồ bằng đá. Theo sự tính toán cẩn thận của các chú ếch, họ đã lên sẵn kế hoạch đào trước một cạm bẫy để dẫn dụ con bọ cạp rơi xuống hố. Không ngờ sự giúp đỡ của gấu béo khiến kế hoạch bị đảo lộn, gấu béo dụ con quái vật ra khỏi cạm bẫy mà các chú ếch đã đặt sẵn. Trong lúc nguy kịch thì ông Mammoth lại bỏ đi mất xác để lại bố vịt ngơ ngác, may gấu béo phi thân đến cứu kịp chứ không ông bố đã mộ xanh cỏ, toàn thân con quái vật cứng tựa sắt đá. Ngay cả sợ roi lửa của khỉ bà cũng trở nên vô tác dụng. Đã vậy trong lúc chiến đấu bà còn bị nó hất văng ra xa suýt đi luôn hàng cột sống, cả hội đành bó tay nhìn con bọ cạp đến cướp lấy lương thực của dân làng. Quá bức xúc, ếch ộp đã đến gõ vào đầu gấu béo một phát, đúng là nhiệt tình cộng ngu si thành ra phá hoại. Qua đó gấu béo cũng đã ngộ ra mình đã sai ở điểm nào, cậu quay trở lại dùng thân mình làm mồi nhử dụ con bọ cạp đuổi theo về phía trước bẫy. Ngay lập tức con quái vật bị lọt hố ngã nhào xuống dưới đúng như kế hoạch của ếch. Sau khi kiểm tra họ mới phát hiện ra con bò cạp này thực chất là một cỗ máy vô tri được ai đó điều khiển. Chưa kịp nghĩ xem đó là ai thì một lũ bò cạp đá khác lại kéo đến. Lúc này bầu trời bỗng nổi lên từng tia sấm sét luân phiên giáng trúng những con bọ cạp khiến chúng giật tê mồng. Đúng lúc đó linh hồn sư phụ Mammoth bỗng nhiên quay lại khẳng định kia là bánh xe bão táp, người đang sử dụng nó có một tốc độ nhanh ngang ngửa với tốc độ tia sét. Mọi người cố cao mắt ra nhưng vẫn không thể nhìn rõ rốt cuộc người ấy là ai. Ếch ộp tỏ ra mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý sẵn sàng giúp đỡ họ tìm ra danh tính của người bí ẩn, đổi lại họ cũng phải giúp ếch thực hiện một việc. Sáng hôm sau mọi người hì hục kéo tảng đá bọ cạp đến thành phố để gặp một nhà khoa học, chắc chắn anh ta biết được cỗ máy giết chóc này do ai chế tạo. Việc kéo nó ra khỏi chiếc hố đã là cả một vấn đề, giờ còn phải vác nó trèo đèo lội suối để đến thành phố thì có mà lòi mắt, cả nhóm ai nấy đều cảm thấy cạn kiệt sức lực rồi. Phía trước họ cũng sắp tới được thành phố lớn, lúc này ếch ộp mới phát hiện bên dưới con bọ cạp có bánh xe. Nhờ phát hiện cao cả của ếch ộp mà mọi người cũng đã đẩy được con quái vật đá đến nơi. Tuy vậy hỏi thăm từ làng trên xóm dưới chẳng ai biết danh tính của người hộ vệ ấy, có người kể rằng gã hộ vệ đang giữ món vũ khí ma thuật, từng giúp cô ấy thoát khỏi một bọn cướp, qua chút ít thời gian tiếp xúc cô đã nhớ như in người đó giới tính là nữ. Cũng có người nói đó là một anh chàng cơ bắp, một con chim biết bay hay một con cá biết bơi, mỗi một người từng gặp vị hộ vệ đó đều miêu tả những đặc điểm khác nhau. Duy nhất chỉ một điểm chung giữa họ đều gặp nạn và được hộ vệ xuất hiện cứu giúp. Nhờ vậy gấu béo nảy ra ý định đẩy cỗ xe bọ cạp lên đỉnh núi rồi cho nó lao dốc xuống dưới, giả vờ gặp nạn dụ người hộ vệ xuất hiện. Gấu tính cũng không bằng trời tính, cái xe chạy nhanh quá không thể kiểm soát được. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn bất chợt một tia sét trên trời đánh xuống, một bóng đen xuất hiện dùng bánh xe chém bể cỗ xe bọ cạp cứu mọi người thoát nạn. Người thấy mùi vũ khí ma thuật sư phụ Mammoth lập tức lao đến giành lại nó từ tay người hộ vệ nhưng chỉ tổ chuốc họa vào thân. Xem ra hiệp sĩ huyền thoại chỉ là hư cấu, mời ông né né sang bên xem lớp trẻ hậu bối thể hiện. Ba thành viên gồm Po, Lulu cùng khỉ bà tấn công về phía đối thủ, bên kia tung chiêu với vận tốc nhanh như ánh sáng làm cả bọn vừa chớp mắt đã bị đánh cả chùm. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì hộ vệ đã mang theo món vũ khí đi mất. Quyết tâm truy đuổi đến cùng họ lập tức đuổi theo dấu vết, mục tiêu đến một sân vận động. Tại đây đang diễn ra một trận đấu quan trọng nên chỗ nào cũng chật cứng người, rõ ràng tìm một kẻ không biết mặt cũng không biết tên ở nơi đông người thế này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Lulu thất vọng đến nỗi chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức, đáng ra ngay từ đầu cô không nên cố chấp như vậy, trải qua biết bao khó khăn cuối cùng chẳng thu thập được gì. Thời khắc cô ấy tuyệt vọng, gấu béo bên cạnh động viên, trong quy tắc hiệp sĩ không được phép có hai từ bỏ cuộc. Nguồn năng lượng từ gấu béo dường như được chuyển sang cho Lulu. Mặt khác, bà khỉ rảnh rỗi lại muốn biết về quá khứ của bố vịt, bởi trước đó bà từng nghe ông ấy nhắc đến cái tên nữ hoàng hải tặc. Trước sự dọa dẫm của bà, bố vịt buộc lòng kể lại toàn bộ quá khứ của mình. Nhiều năm về trước khi chưa làm ông chủ tiệm mì, ông từng làm cướp biển. Do một biến cố xảy ra con tàu nê ông bị tàu nữ hoàng hải tặc tấn công. Suốt một thời gian dài ông bị bắt làm tù binh và phải sinh tồn dưới hầm tàu bằng thức ăn thừa. Khi trở về đất liền, ông đã ẩn mình trên một ngọn đồi và trở thành ông chủ tiệm mì như hiện tại. Phía bên kia, nhóm rồng đất và hiệp sĩ Nai đến nhà của Po lục soát và phát hiện một bức tranh vẽ của nữ hoàng hải tặc. Lấy đó làm mục tiêu, họ trèo đèo lội suối khắp nơi nhằm tìm cho bằng được tung tích của bà ấy. Xem ra những gì bố vịt kể không phải chém gió mà hoàn toàn sự thật. Quay trở lại sân vận động, gấu Po chợt phát hiện lời kể những nhân chứng từng tiếp xúc với người hộ vệ, dù thần có là trai hay gái đều có điểm chung liên quan đến thức ăn. Mỗi lần ấy xuất hiện đều có thức ăn bị cướp đi mất, gấu béo quyết định quan sát xung quanh xem người nào đang ăn uống. Đúng lúc này mọi người giới thiệu lãnh đạo trận đấu là một cô nàng báo đốm gọi tên Zuma,
cô ta đang ăn món chuối chấm cacao đúng như những gì người dân đã miêu tả. Gấu béo định lao vào bắt cô ấy nhưng phía bên dưới lính canh được bố trí dày đặc thế kia thật khó để hành động. Cách duy nhất giúp họ tiếp cận cô ta chính là trở thành nhà vua địch của trận đấu. Đối thủ của họ là bộ ba chú TT hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, bên dưới họ không còn ai tham gia thi đấu. Cảnh vệ đối với Po mà nói trận này tuy dễ mà lại vô cùng khó, họ phải chiến thắng đối thủ vốn có nhiều năm kinh nghiệm. Qua phổ biến luật chơi cần phải lưu ý 3 quy luật sau, ghi điểm bằng cách đá bóng qua vòng tròn của đối thủ, đội nào đạt được 50 điểm trước sẽ là đội chiến thắng. Luật chơi cho phép dùng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để chạm bóng, ngoại trừ dùng hai tay và hai chân. Gấu béo lúc này vô cùng tự tin quả bụng một múi của mình sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng, tuy nhiên cô nàng Lulu lại từ chối tham gia. Thiếu người nên gấu béo sắp xếp bố vịt và bà khỉ vào đội hình cho đủ số lượng, có lẽ đặt cho họ cái tên đội bóng người cao tuổi là hợp nhất. Cả ba hùng hổ bước ra sân với sự tự tin cao ngút trời, hiệp đầu tiên vừa tính vài giây thì gấu béo đã để thủng lưới một quả. Đội TT ngoại trừ đầy đặn kinh nghiệm ra còn có sự nhanh nhẹ của tuổi trẻ. Trong khi đó nhìn lại hội người cao tuổi bên gấu béo mà xem, người béo phì mỡ trong máu, người thoái hóa cuộc sống tê bì chân tay. Hiện tại giữa hai đội cách xa nhau đến tận 15 điểm, không còn cách nào khác, Po đành năn nỉ Lulu vào sân. Trước khi đồng ý, cô nhắn nhủ với cậu ấy sắp có một con quái vật thù dai cọc cằn thô lỗ xuất hiện, con quái vật không ai khác chính là Lulu. Sự thay thế khỉ bà ra khỏi sân có lẽ là một quyết định sáng suốt, ấy vậy bố vịt chỉ tập trung vào việc ăn quả cacao mà không hề tham gia thi đấu. Buộc lòng bà khỉ phải quay trở đội hình cùng nhau tác chiến. Có sự xuất hiện của Lulu quả nhiên trận đấu đã trở nên gay cấn, cô liên tục ghi bàn sút bóng vào phía cầu môn đối thủ. Những cú đá xoáy vô cùng đẹp mắt khiến khán giả không ngừng reo hò cổ vũ, chẳng mấy chốc khoảng cách tỷ số giữa hai đội đã rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Thế nhưng cũng từ đó tính tình của Lulu chớp thoáng thay đổi hoàn toàn, cô bất chấp tất cả chỉ để giành chiến thắng, bao gồm mắng chửi và xì vả bà khỉ cái thảm có lông thất bại. Chỉ còn 2 điểm nữa trận chiến sẽ kết thúc và đội gấu béo sẽ trở thành nhà vô địch, do đó Lulu càng máu lửa hơn, chơi xấu tấn công khiến thành viên bên đội đối thủ bị thương nghiêm trọng. Đội TT ngay lập tức thay thế một thành viên nhỏ tuổi khác vào sân thi đấu, sự xuất hiện của cậu bé khiến cả khán đài vỡ òa lên vì quá đỗi dễ thương. Sau lúc này Lulu quyết tâm sẽ kết liễu bằng được họ, cô tấn công bằng tất cả sức mạnh mà mình có và trở thành nhân vật phản diện trong mắt khán giả. Cả Po và khỉ bà là bạn đồng hành với Lulu mà còn cảm thấy cô ta thật đáng sợ. Sự lưỡng lượng khoan nhượng của hai người họ đã giúp đội đối thủ gỡ hòa một điểm, nâng đều tỷ số lên đồng 49. Chỉ còn một điểm nữa họ sẽ giành được cơ hội diện kiến Zuma. Đến giờ phút này, Po lại muốn dừng thi đấu để tìm cách khác lành mạnh hơn mà không làm tổn thương bất kỳ ai. Cuối cùng, sự chân thành của Po cũng cảm hóa được con quái vật ẩn sâu bên trong cô. Lulu quyết định đầu hàng trận đấu bằng một cú ngã nhường đối thủ ghi bàn. Suy cho cùng, thể thao nên được chơi với một tinh thần cạnh tranh lành mạnh, còn việc tiếp cận Zuma mọi người thử tìm cách khác. Không ngờ cuối cùng khỉ bà lại sút một quả vào khung thành, vậy là hội cao tuổi chiến thắng trong sự dè bỉu và chỉ trích của đông đảo các khán giả đang xem trực tiếp tại sân vận động. Thắng một đứa trẻ có gì hay ho đâu chứ, suy cho cùng chỉ giỏi bắt nạt trẻ con. Mặt khác, phía bên hiệp sĩ Nai và Rồng Đất đến lục soát nhà Po và phát hiện một bức chân dung của nữ hoàng hải tặc. Nghĩ bà ta có mối liên hệ sâu đậm với bố con nhà Po nên họ lập tức lên đường hỏi thăm tung tích của bà ấy. Sau khi di chuyển khắp nơi hỏi han không biết bao nhiêu ẩn sĩ lang bạt, cuối cùng họ cũng có cơ hội được diện kiến nữ hoàng hải tặc. Đáng tiếc danh hiệu hiệp sĩ Nai đến từ Anh Quốc hay thủ lĩnh đội cẩm y về Trung Hoa không nghĩa gì so với quyền lực bà ta đang nắm giữ. Vùng đất này là nơi đến cả hoàng thượng còn không dám động đến, nghe thôi đủ hiểu bà ấy quyền lực cỡ nào. Tại đây cả hai đều không dám ho heo một tiếng, kể cả việc bị bà ta bắt làm lao công cho tàu hải tặc cũng phải vui vẻ cam chịu. Sau khi diện kiến nữ hoàng Zuma, cô ta thừa nhận với họ nhiều năm về trước trong một lần sai thuộc hạ đi câu, cả họ vô tình câu được một đôi bánh xe. Khi mang về Zuma còn không biết đó chính là một trong bốn món vũ khí sức mạnh quyền năng, cho đến khi cô phát hiện ra nó có khả năng hô mưa gọi gió. Trở đi sử dụng món bảo bối đó nhằm gia tăng sức mạnh của mình và khiến mùa màng càng thêm màu mỡ, chẳng mấy chốc lãnh thổ của cô trở thành một đế chế vô cùng giàu có. Ấy vậy cũng vì vậy mà Zuma có thêm nhiều kẻ thù hơn, họ bắt đầu ganh tị rồi nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt món bảo bối mà cô đang có và dẫn đến một cuộc xâm lược tấn công vào thành phố. Trong trận chiến ấy, một trong hai chiếc bánh xe đã bị chúng cướp đi mất và kẻ đứng sau chủ mưu chính là nhà bác học điên, hắn ta dùng bánh xe để chế tạo bọn bọ cạp hòng cướp lương thực. Để bảo vệ thành phố này cô cần bảo vệ món vũ khí đế, cứ thế kế hoạch mượn bánh xe bão táp của gấu béo đã thất bại. Mọi người không thể cướp nó từ tay Zuma bởi cô ta có quá nhiều thuộc hạ, ngoài ra họ cũng không muốn làm tổn thương đến người dân vô tội. Xem ra hành trình thu thập bốn món vũ khí đã rơi vào ngõ cụt. Trong phút giây nhụt chí, bà khỉ đề nghị bán sợi dây roi lửa rồi tan rã nhóm đường ai nấy đi,
Vô thì đề nghị tiếp tục tập hợp 4 món vũ khí để đánh bại kẻ ác. Đó chính là sứ mệnh của cậu ta. Những suy nghĩ lệch lạc của họ đã khiến ông Voi Ma Mút phẫn nộ. Với cương vị một trong các chiến binh cổ đại từng chung tay chế tạo 4 món vũ khí, sứ mệnh của ông phải bảo vệ và không để chúng bị hậu thế lạm dụng. Sự thật, mục đích ban đầu các bậc thầy cổ đại tạo vũ khí là để tiêu diệt kẻ ác. Đáng trách sai lầm của họ tạo ra một tổ hợp vũ khí quá mạnh khiến dã tâm của bọn ác tăng lên. Ban đầu chỉ nghĩ gấu béo có thể cứu vãn được tình hình, ai ngờ không những vụng về mà còn vô dụng khiến tình hình thêm tồi tệ. Sau khi linh hồn ông Ma Mút chui dần và trả lại thân xác cho bố vịt, mọi người phát hiện bên kia ngọn núi lửa chính là nơi cư ngụ của lũ bọ cạp đá, rất có thể nhà phát học điên đang ẩn nấp ở đó. Nếu không thể lấy được bánh xe bão táp từ Zuma, họ sẽ chiến đấu với nhà bác học điên cướp lấy một bánh xe còn lại. Do từng đối đầu thất bại thảm hại trước lũ bọ cạp, cách tốt nhất bây giờ là tìm đường tránh va chạm với chúng. Kế hoạch âm thầm đột nhập vào phòng thí nghiệm được vạch ra một cách khéo léo, nào ngờ ông Voi Ma Mút rừng mỡ hét toáng: "Hello, xin chào tất cả các chim mờ đến với trải nghiệm của con gái đi." Hóa ra ông ta muốn dùng sức của bọn chúng để phá gấu béo không cho cậu ta lấy được vũ khí. Người ta nói cấm có sai không sợ đối thủ mạnh mà sợ đối thủ ngu. Lúc trước đối phó với một con đã khó, lần này cả đàn bọ cạp đá khổng lồ truy sát không biết chống đỡ như thế nào. Sau một lúc bỏ chạy, gấu béo và Lulu dụ hai con bọ cạp lao vào nhau khiến chúng tan tành. Tiếp đến họ giải quyết linh hồn ông Voi Ma Mút bằng cách cột ổng vào gốc cây cho bớt xàm xí. Đúng lúc đó con tàu bay hai chị em Trồn xuất hiện. Vừa đánh xong kẻ địch bên này thì kẻ thù khác lại tới. Hai chị em nhà Trồn liên tục dùng đại bác bắn đạn pháo về phía ngọn núi lửa. Do việc chúng có hai món bảo bối cộng thêm địa hình thuận lợi, nhóm gấu béo chỉ còn cách chạy là thượng sách. Phía bên kia bà khỉ cố gắng chống chọi bằng cách sử dụng sợi dây roi lửa đối đầu với chúng. Sự va chạm giữa hai món vũ khí tạo ra một vụ long trời nở đất, bà khỉ bị hất tung ra xa muốn gãy cả xương chậu. Không thể khoanh tay đứng nhìn, sư phụ Voi Ma Mút vùng mình thoát thân rồi bay đến mượn dây roi quất Trồn chị xuống khỏi con tàu. Cô ta dùng chiếc găng tay tạo ra cơn địa chấn rung chuyển mặt đất, không còn chiếc mũ gió nên con tàu của chúng cũng rơi xuống. Cũng may nó rơi ngay vị trí Trồn chị và chiếc mũ kích hoạt lại năng lực bay lên trời, Trồn chị cũng từ đó nhảy lên tàu thoát thân. Trong lúc chúng quay lại bắn về phía gấu béo một viên đạn pháo, bất chợt con bọ cạp dùng đuôi phản đam bắn viên đạn bay ngược phía con tàu. Người điều khiển con bọ cạp lúc này là một chú chim bé nhỏ chui ra kêu gọi mọi người cùng vào trong ẩn nấp. Qua đó chú chim vô tình nhìn thấy con thỏ bông Lulu đeo bên người, đó chính là món đồ chơi do chú chim từng tặng cho anh trai của cô. Hóa ra ngày trước nơi đây từng rất dồi dào, họ lúc nào cũng có đủ thức ăn và sẵn sàng chia sẻ cho nhau mọi thứ. Nhờ vậy công việc chế tạo buôn bán đồ chơi của chim xanh cũng rất suôn sẻ. Cho đến khi thời tiết bỗng nhiên thay đổi khiến hạn hán kéo dài, cây cối bắt đầu khô héo, vì thiếu mưa dẫn đến việc mùa màng bị thất thu nghiêm trọng, người dân phải chịu cảnh đấy khát lâu năm. Cũng may lúc đó anh trai Lulu xuất hiện, giới thiệu mình là hiệp sĩ đến từ Anh Quốc đang trên đường tìm kiếm một món vũ khí cổ đại. Sau khi biết khả năng của nó, chim xanh đã đồng ý cùng chàng hiệp sĩ hợp tác tìm đến chỗ của Zuma cướp lại món vũ khí. Trong quá trình chiến đấu, anh trai của Lulu chỉ thành công lấy được một chiếc, chiếc còn lại vẫn đang trong tay Zuma như những gì mọi người được biết. Hiện giờ chú chim không hề giữ bánh xe đó mà do anh trai Lulu đã mang nó về nước Anh để tiêu hủy, xem ra mọi người lại uổng công vô ích. Gấu béo không hề nản lòng, tuy không tìm thấy vũ khí nhưng họ lại tìm thêm được một đồng minh, thêm người như thêm sức mạnh, họ sẽ cùng nhau cướp lấy bánh xe từ tay Zuma và tiêu hủy nó. Để làm được việc này, chim xanh phải chế tạo thêm một đội quân bò cạp để chống lại Zuma, không đủ nhân lực phụ giúp e rằng mọi người sẽ phải đợi khá lâu. Chính vì điều đó, Po đã tìm gặp đàn ếch bên vườn ca cao nhờ họ giúp đỡ. Po đích thân tường thuật cho họ hiểu đầu đuôi sự việc. Nhà bác học điên sở hữu đám bọ cạp thực chất chỉ là một con chim nhỏ bé, lố bịch hơn người hộ vệ họ luôn thần tượng lại chính là nữ hoàng Zuma. Trong khi Po đang cố thuyết phục họ tin những gì mình vừa nói thì trên bầu trời chiếc tàu bay của bọn Trồn lại xuất hiện, nhóm gấu béo lập tức chạy hết vào nhà Ed trốn. Lúc này chỉ còn lại một mình Ed xanh chịu trận bị tra khảo, chúng uy hiếp cậu phải khai ra vị trí của gấu béo nếu không thì sẽ biến họ thành món vũ nữ chân dài. Nghe những điều này, Lulu thật sự lo lắng Ed xanh sẽ khai ra tất cả, nhưng Po tin tưởng xanh không phải loại người như vậy, cậu ấy không bán đứng bạn bè chỉ vì ham sống sợ chết. Quả nhiên những gì Po suy đoán đã đúng, xanh chấp nhận để chúng bắt làm con tin mà không hé môi nửa lời. Po chưa kịp giải cứu cậu ấy thì Zuma đã mang theo bánh xe tìm đến con tàu để cướp lại con tin, Trồn chị vui ra mặt khi không cần tìm đâu xa cũng có kẻ tự nộp vũ khí đến. Trong lúc chiến đấu, Zuma đã để rơi chiếc mặt nạ của người hộ vệ, điều đó mới khiến Ed xanh tin vào những gì gấu béo nói. Zuma tuy bị áp đảo về mặt thể lực nhưng về tốc độ thì không một ai sánh bằng. Cô báo dùng sức mạnh ma thuật từ bánh xe cướp đi chiếc găng tay và mũ của Trồn chị, nhanh đến mức cả hai chị em chúng không kịp phản ứng. Có chiếc găng tay, Zuma đã đấm một phát vào con tàu,
ếch ộp rơi xuống được gấu béo hy sinh thân mình nằm an toàn, con tàu thì đâm vào vách núi vang lên một tiếng nổ tưng bừng. Zuma hiện giờ đã sở hữu cả 3 món vũ khí ma thuật, vừa có thể bay, vừa có tốc độ và có cả sức mạnh tàn phá khốc liệt. Chỉ với 3 món ấy thôi cũng đủ biến cô thành vô địch thế giới. Việc đánh bại cô ta là một sứ mệnh khó hơn rất nhiều so với hành trình thu thập vũ khí ban đầu. Mọi người cùng bắt tay vào việc chế tạo thật nhiều bộ máy bọ cạp. Đối với nhóm các chiến binh rồng, đoàn kết chính là sức mạnh. Mục tiêu thay đổi khiến Lulu vô cùng sốt ruột và khó chịu. Trong nhóm cô là người luôn vội vàng và nóng tính nhất. Việc ai nấy làm thù ai nấy trả, cô nàng không thể quên cái chết mà hai tên trồn pháp sư đã gây ra cho anh trai mình. Biết được bọn trồn đang bị thương và không có vũ khí hỗ trợ. Đêm đó Lulu một mình tìm đến ngọn núi đe dọa đến tính mạng của trồn chị. Trồn em đang trên đường lấy thuốc về cho chị gái nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thay vì bỏ trốn, trồn em bất chấp nhào ra giúp chị đánh đuổi Lulu. Ấy vậy bà chị chẳng lấy một lời cảm ơn tử tế, tự tay hất đi lọ thuốc mà trồn em mang tới. Thương chị nên trồn em cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu ta tiếp tục đồng hành cùng chị gái truy tìm Lulu. Sau khi bị chúng phát hiện, cô nàng lao ra khỏi tảng đá, nhanh tay nhặt thanh kiếm lên tiếp tục thực hiện sứ mệnh. Bên này sư phụ Voi Ma Mút vô cùng phiền muộn vì thể trạng của ông vịt quá yếu, bấy lâu nay không thể phát huy hết được sức mạnh của mình. Gấu béo nghe xong dấn thân mình tầm sư học đạo, ông ấy đã phải trải qua 2000 năm khổ luyện, làm sao gấu béo có thể học vài ngày để có được sức mạnh của một sư phụ huyền thoại. Gấu béo càng lải nhải bên tai càng khiến sư phụ Voi Ma Mút cảm thấy phiền phức, vốn dĩ không ai có thể đánh bại kẻ sở hữu cùng lúc 3 món vũ khí. Ngay cả ông lúc còn sống không có cửa, chứ đừng nói chi bây giờ thuộc linh hồn mượn xác người khác. Nói mãi gấu béo vẫn cố chấp không chịu hiểu. Sư phụ Ma Mút nổi điên gọi sét đến đánh cho cậu ấy tỉnh người ra. Nào ngờ sau vụ tấn công bất ngờ đó, gấu béo đã trút hết mọi nguồn nén bao lâu nay vào trong một cú đá, bục một phát vào mặt bố vịt khiến linh hồn của sư phụ Voi văng ra ngoài. Quay trở lại với Lulu, cô ấy đã bắt được trồn em và sẽ cho trồn chị nếm trải mùi mất người thân đau khổ đến nhường nào. Tuy nhiên trồn chị không có chút gì gọi là đau khổ hay lo lắng, cô ta bỏ đi để lại em trai một mình hứng mũi chịu sào trước thanh gươm của đối thủ. Ngay cả người thân cũng bỏ rơi mình, trồn em không còn thiết tha gì đến mạng sống nữa. Hắn ta nhắm mắt chờ Lulu ra tay, nhưng cô nàng lại thu hồi kiếm. Có giết chết hắn thì anh trai cô cũng không thể nào sống lại được. Cô nhận ra tuy mất đi anh trai là nỗi đau rất lớn, nhưng giờ đây cô đã có được những người bạn bên cạnh. Sự tồn tại của họ khiến cô không cảm thấy cô đơn. Ngược lại, cô cảm thấy trồn chị mới là kẻ thất bại thảm hại. Chính cô ta đẩy em trai mình vào chỗ chết để đổi lại hai bàn tay trắng, mất hết sức mạnh cũng chẳng còn người thân hay bạn bè. Sau khi Lulu quay về đoàn tụ cùng mọi người, gấu béo cũng thông báo cho tất cả một tin quan trọng. Hiện giờ linh hồn ông Ma Mút không còn trong cơ thể của bố vịt nữa mà đã chuyển khẩu sang tạm trú cơ thể của Bo. Hy vọng sử dụng thân xác của gấu béo, sư phụ Voi sẽ bộc phát được hết sức mạnh của mình. Sự hợp nhất giữa hai linh hồn và chung một thể xác cũng cần có giao kèo rõ ràng. Họ tuy không cùng đồng hành với mọi người nhưng vẫn có thể quan sát được thế giới bên ngoài qua một tô mì trong cõi hư vô. Đó cũng chính là nơi giúp sư phụ Ma Mút thu thập lại được các nguyên tố sức mạnh. Nghe ảo ma Canada thật ạ. Diễn biến phim như thế nào thì mình cứ thuật lại như thế. Chuẩn bị xong hết tất cả, từ đội quân bọ cạp cho đến sức mạnh của linh hồn sư phụ Ma Mút, mọi người kéo nhau đến cung viện của Zuma để cướp bánh xe bão táp. Thuộc hạ của Zuma vốn được bố trí để canh phòng vào ngoài rất nghiêm ngặt, thế nên muốn tiếp cận với cô ta họ phải đánh bại được dàn vệ sĩ trước. Zuma phát hiện cuộc tấn công lập tức mang theo cả 3 món vũ khí trên người, dõng dạc tuyên bố sẽ vì người dân mà đánh đuổi hết quân xâm lược xấu xa. Sư phụ Ma Mút chỉ tập trung vào việc cướp đi bánh xe bão táp đầu tiên, có nó ông sẽ dễ dàng lấy được các món vũ khí còn lại. Zuma thừa biết kế hoạch ấy nên rất đề phòng, nhiều giây tiếp cận bánh xe thất bại khiến gấu béo vô cùng sốt sột. Cậu ta thò tay ra khỏi bát mì để giúp sư phụ Ma Mút, thế nhưng ông ta lại ngăn cấm xen vào việc của mình. Rõ ràng màn solo giữa hai người cũng thấy được sư phụ Voi đang yếu thế hơn rất nhiều. Khi ấy Zuma càng hăng hái chiến đấu mà không ngờ bản thân tự mình rơi vào bẫy. Ông Voi Ma Mút trước đó dặn dò bà khỉ không được sử dụng rơi lửa. Như vậy sẽ khiến người dân vô tội bị ảnh hưởng, nhờ đó người dân chỉ thấy được hình ảnh Zuma liên tục phá hủy thành phố xinh đẹp. Trong mấy chốc mọi thứ đã trở nên hoang tàn. Tầm mắt họ giờ đây xem cô không còn là một nữ hoàng đáng tôn kính nữa mà họ chỉ xem cô như một con quái vật xấu xa độc ác. Mang tiếng làm cho họ và cho thành phố trở nên tươi đẹp hơn vậy mà lại phá hủy. Zuma nhận lại những lời mắng chửi chỉ trích. Nhưng cô không cam tâm nổi điên nhấc bay kim tự tháp lên với ý định đè bẹp tất cả những ai dám phản bội mình. Bất chợt linh hồn ông Ma Mút tháo chạy vào cõi hư vô, phải chăng kế hoạch của Po đã thất bại? Po nói không với bỏ cuộc, cậu thậm chí còn chưa được chiến đấu kia mà. Gấu béo nhờ ông Voi cầm hộ bát mì rồi lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Cậu tác chiến cùng Lulu lao lên kim tự tháp đuổi đánh Zuma. Nhờ có sự hỗ trợ của các bạn mà họ đã rút ngắn được khoảng cách với mục tiêu,
trên bầu trời Po đang cố gắng giành giật lấy bánh xe bão táp từ tay Zuma. Bên dưới, chim xanh cùng bố vịt dùng cỗ máy bọ cạp giúp người dân di tản đến vùng an toàn. Những cột sét liên tục đánh ra sáng rực một khoảng trời, Po vẫn nhất quyết không buông tay khỏi vũ khí và khuyên Zuma nên dừng lại. Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ nếu chúng ta phát hiện ra và chịu thay đổi. Lý tưởng ban đầu của cô chẳng phải là người hộ vậy hay sao? Giây phút này, Zuma vẫn cứng đầu cho rằng mọi chuyện đã quá trễ rồi, cô không thể quay đầu lại được nữa. Bằng một đòn tấn công kết hợp cả ba món vũ khí, cô xông thẳng về phía gấu béo đánh bật cậu văng xuống dưới. Linh hồn Po quay trở về cõi hư vô và gặp được ông voi ở đó. Phía bên ngoài, ai nấy đều đau lòng thương tiếc vây quanh gấu béo. Lulu đã từng mất đi anh trai chỉ vì sự yếu ớt của mình. Giờ đây cô không thể để người bạn thân thiết chết một cách oan uổng như vậy. Cô cầm chặt thanh kiếm lao đến tấn công, Lulu quyết tâm thực hiện tiếp sứ mệnh và trả thù cho Po. Phía bên trong cõi hư vô đột nhiên xuất hiện một hố đen vũ trụ. Hóa ra cõi hư vô này chính là nơi giam giữ các linh hồn của chiến binh thua trận trong các vũ khí sức mạnh. Nó chỉ cần lấy đi một linh hồn từ một cơ thể. Vì vậy, ông Mammoth chấp nhận hy sinh để Po quay trở lại cùng đồng đội phá hủy bốn món vũ khí, cách duy nhất giúp ông sửa chữa sai lầm trong quá khứ cũng như giúp thế giới hàn gắn lại như xưa. Ngay khi quay trở lại, gấu béo đã sử dụng chiếc bụng một múi, mạnh mẽ cứu Lulu thoát khỏi sự tấn công của Zuma. Tiếp theo, cậu dùng cú đá cao sút thẳng vào mặt Zuma khiến chiếc mũ rơi khỏi đầu cổ, không còn sức mạnh của gió kim tự tháp cũng bắt đầu rơi xuống. Chú chim nhanh chóng dùng đuôi bò cạp giữ Zuma lại, mọi người cố hết sức bám chặt vào kim tự tháp để không bị văng ra ngoài. Họ phát hiện bánh xe bão táp đang cắm chặt vào thành tường, thấy vậy Lulu cũng đến giúp một tay kéo nó ra. Đoàn kết là một sức mạnh vô cùng phi thường. Lấy được bánh xe bão táp, Po phi nhanh hết mức đến cướp luôn hai món vũ khí còn lại của Zuma, sau đó giúp kim tự tháp hạ cánh an toàn. Giờ đây, chú gấu béo vụng về ấy đã sở hữu đủ cả bộ sưu tập vũ khí ma thuật sức mạnh. Cậu được mọi người tung hô trở thành hiệp sĩ anh hùng tốt bụng, còn Zuma thì bị bắt giam vì tội phá nát cả thành phố. Mọi người bắt đầu chuyến hành trình đi đến Anh Quốc để tiêu hủy bốn món vũ khí mà không biết hiện giờ bà nữ hoàng hải tặc cùng với hiệp sĩ Nai Hai Sừng, thủ lĩnh rồng đất đang phiêu bạt chỗ nào. Chỉ biết trên con tàu của hiệp sĩ rồng hiện giờ đang tập hợp toàn là thành viên ưu tú, cho dù họ vẫn gặp phải những vấn đề nhức nhối như việc trời đứng gió khiến con tàu không thể di chuyển. Nhiều ngày lênh đênh trên biển không còn thức ăn, đến siêu đầu bếp như bố vịt cũng phải lấy gỗ ra để nấu canh. Bụng đói cồn cào càng ngày không yên, chịu hết nổi Po lấy một chiếc bánh bao đã lén giấu từ lâu. Định ăn một mình, không may sóng đập con tàu chao đảo khiến cậu lắc lư theo làm rơi mất chiếc bánh, bị mọi người phát hiện ăn vụng nên cậu đã đánh trống lảng. Mọi người nhìn xem mặt trăng hôm nay đẹp không? Thời gian này cũng sắp đến Tết Nguyên đán vậy nên gấu béo cũng kể cho mọi người nghe về một sự tích vận may dịch đầu năm mới. Chuyện kể rằng vào thời xa xưa, cái thời mà yêu quái lộng hành khắp Trung Hoa, thứ có thể ngăn chặn chúng chính là hiệp hội những hiệp sĩ sẵn sàng xả thân chiến đấu. Họ được ca tụng vì lòng can đảm và trên hết có một vận may vô cùng dồi dào, một số thành công nhờ may mắn. Bên cạnh đó cũng có một vài người thất bại, cho đến khi vận may của họ đã hết, số lượng các hiệp sĩ cũng trở nên cạn kiệt dần. Lúc bấy giờ chỉ còn lại vài người chấp nhận đứng ra bảo vệ bách tính. Một thích khách tung hoành vốn có sở thích ngao du sơn thủy và là thợ săn vĩ đại nhất mọi thời đại xuất hiện. Hôm đó cậu ấy tình cờ đi đến một ngôi làng, người dân ở đây hết sức lạnh lùng và thờ ơ. Trời chưa tối họ đã nhanh chóng dọn hết hàng quán và đóng chặt thanh cửa không tiếp người. Để tìm chỗ tá túc đối với cậu là cả một vấn đề. May mắn tìm thấy một quán ăn chưa đóng cửa, chàng thợ săn quái thú vào gọi món ăn và được tiếp đãi bằng một tô bánh bao để ấp. Tuy nhiên chưa ăn bõ miệng đã bị chủ quán đuổi đi, kèm theo đó một tờ hóa đơn chặt chém phụ thu mùa Tết lên đến 50%. Thấy vậy, chàng thợ săn cũng đưa cho chủ quán một phong lì xì với dòng chữ vận may y ngược. Bất chợt xung quanh ngôi nhà bỗng rung lắc dữ dội, hóa ra nguyên nhân do một con niên thú vừa tấn công vào ngôi làng. Chàng thợ săn bị phát hiện trong bao lì xì không có tiền nên định trả công bằng đánh đuổi con quái vật. Không đến cậu ấy ra tay, bởi nhiệm vụ đó đã được dân làng gửi gắm cho một cô nàng thợ săn. Trong trận chiến, anh chàng chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát. Những gì cậu thấy là cô thợ săn ấy bị con niên thú hành cho ra bã. Trước khi nó định lấy mạng cô, anh thợ săn đã kịp thời xuất hiện giải cứu, chừa thời gian con niên thú phóng hỏa đốt hết nhà của mọi người. Khi trời sáng, nó bỏ đi và để lại một đống hỗn độn. Cô nàng trách ân nhân cứu mạng của mình vì sự xuất hiện của cậu nên nó mới để nó chạy thoát. Cứ mỗi năm vào đúng dịp Tết, con niên thú này lại tìm đến phá hoại, không cho ai sống yên ổn. Chưa đến họ tranh thủ trốn lên núi, đến tận sáng khi nó phá phách xong mới dám quay về. Nhìn thấy mọi người phải sống trong lo sợ như vậy, chàng hiệp sĩ cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu cosplay một con lân với hy vọng có thể dùng nó để dọa niên thú. Cô nàng thợ săn không những không ủng hộ, trái lại còn mắng cậu đừng nhúng tay vào. Dùng sức đánh nó bao năm nay còn không hề hấn gì, lý nào bằng trò trẻ con này có thể quy phục nó. Đêm đó họ bị niên thú tấn công,
quán ăn của ông vịt bị tổn hại nhiều nhất, nó phun lửa xuống khiến ông bị một chồng bánh bao đè suýt ngạt thở. Chàng thợ săn nhanh chóng có mặt ăn hết đống bánh bao mới giúp ông ấy thoát ra. Phía bên ngoài lúc này niên thú vẫn rất hăng hái với trò phá hoại của mình, nỗi sợ của mỗi người nhiều bao nhiêu, niềm vui của nó lớn hơn bấy nhiêu. Một sự việc đã chứng minh chàng thợ săn đã đúng, hình ảnh con lân thè chiếc lưỡi dài màu đỏ với những viên pháo nổ xung quanh đã dọa cho niên thú bỏ chạy. Sau một đêm long trời đất lở ấy, niên thú đã để lại cho mọi người không biết bao nhiêu đau khổ, cánh đồng bốc cháy mùa màng bị phá hoại, nhà cửa cũng điêu tàn. Mọi người không còn đủ lòng tin để chờ đợi nữa, hai thợ săn vô dụng chẳng làm nên tích sự gì, cả hai bị đuổi ra khỏi làng. Lúc này cô nàng mới kể lại ngày bé cô từng bị niên thú tấn công, anh trai cô đã dụ nó đi để cô có cơ hội trốn thoát. Mặc dù lúc đó anh ấy hứa sẽ quay lại thế nhưng trôi qua mấy năm, anh trai không quay lại và cô một mình đón Tết. Những người dân không thể sống trong ngôi làng ấy nữa cũng theo chân hai hiệp sĩ bỏ vào rừng. Họ góp nhặt những thứ còn sót lại sau cuộc tấn công để làm món ăn do ông vịt nấu. Nhìn thấy lồng đèn đỏ, chàng hiệp sĩ nhớ ra trong trận chiến đêm trước, con niên thú vốn sợ màu đỏ và tiếng pháo. Cậu lấy hết can đảm quay trở lại làng thừa nhận với mọi người ngôi làng của cậu đã từng bị một con quái thú tấn công. Khi ấy cậu cũng rất chán nản với chính nơi từng là nhà và bỏ đi. Cậu từng nghĩ do mình xui xẻo nên mới gặp phải những chuyện như vậy, không có nơi nào yên bình mãi. Điều quan trọng ta phải nỗ lực thì mới thu về trái ngọt, cũng như nhà là nơi để về vì vậy ta không thể ủy thác trách nhiệm cho một cá nhân nào mà phải chung tay cùng nhau bảo vệ. Mọi người dần được khai thông trí tuệ, họ sẵn sàng bỏ hết mọi việc còn dang dở và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa theo kế hoạch chàng hiệp sĩ đề xuất. Người bán đồ chơi sẽ chế tạo pháo hoa, những người còn lại tập hợp hết đèn lồng đỏ và thắp sáng chúng lên. Đêm đến khi niên thú xuất hiện quả nhiên nó nhìn thấy pháo hoa thì rất hoảng sợ, mọi người cứ thế đánh đuổi nó vào đến quảng trường. Phía bên trên người bán đồ chơi chuẩn bị sẵn khẩu pháo hoa cỡ lớn, không may khẩu súng lại bị kẹt nòng nên họ đành đổi sang kế hoạch dự phòng bỏ chạy tán loạn. Trong lúc khẩn cấp, hai hiệp sĩ đã hóa trang thành một con lân xuất hiện trước mặt niên thú, không ngờ thần thái của con lân lại khiến niên thú cảm thấy bất an. Phân tán sự chú ý nên mọi người có cơ hội ném pháo dồn nó đến đường cùng, con lân bay lên lăn một vòng đá vào đầu niên thú. Để có một cú tấn công đẹp, anh chàng hiệp sĩ nhảy lên nhưng cô nàng phía dưới chịu không nổi đã vấp té. Kết quả họ bị bại lộ thân phận, niên thú lấy lại được phong độ phản công ngược lại khiến chàng thợ săn văng lên nòng súng. Nhờ sức nặng của cậu tác động đến nòng súng, viên pháo hoa được bắn ra nở rộ khắp một vùng. Ánh sáng cùng với tiếng nổ dồn dập thực sự khiến niên thú hoang mang hoảng loạn, nó chạy tọt vào rừng mặc dù trời vẫn chưa sáng. Điều đó chứng tỏ kế hoạch của mọi người thật sự đã thành công, cả thị trấn được cứu nhưng ông vịt vẫn không quên tính tiền hóa đơn bánh bao mà chàng thợ săn đã ăn. Để chúc mừng những điều tốt lành, bà con trong thôn tưng bừng tổ chức Tết Nguyên đán, ai nấy đều mặc áo mới và đội mũ mới đến nhà họ hàng và bạn bè mừng thăm hỏi lẫn nhau. Sau đó việc này truyền khắp thôn một cách nhanh chóng, mọi người đều biết áp dụng biện pháp để xua đuổi thú dữ niên. Đó chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết niên thú kể về vận may ngày Tết. Chúng ta thấy được năm mới là dịp để mọi người gác lại tất cả công việc quây quấn bên nhau. Thứ ấy là vận suy cần đánh đuổi và công việc của mọi người chính là dùng sự đoàn kết đèn lồng đỏ và pháo hoa để đánh đuổi vận suy. Chỉ cần có lòng tin và đừng từ bỏ thì may mắn sẽ lại tìm đến. Trở lại hiện tại với chiếc thuyền của Po và những người bạn, họ cùng nhau thắp đèn lồng đỏ và ước nguyện, gió nổi lên và con thuyền tiếp tục trôi trên dòng nước. Lúc này bà khỉ đòi lấy lại chiếc roi lửa để phòng trừ bị đột kích, như dự đoán con thuyền của nữ hoàng hải tặc chợt xuất hiện. Bà ta nhắc đến cái tên kẻ đoạt hồn rồi hướng thẳng về phía bố vịt. Po giải thích về sự sai lầm bà ta nhưng Josin chẳng hề thay đổi sắc thái. Ngay lập tức hai bên xảy ra một cuộc hỗn chiến, đám đàn em của bà tỏ ra lép vế hơn. Nhưng giây kế tiếp bà ta đã gọi hồn một con bạch tuộc bự trà bá, nó dùng xúc tua khống chế nhóm Po. Những lúc thế này Po rất muốn mua khăn giải thuật, rất tiếc chưa đủ vàng. Josin sau đó hạ lệnh tóm ba vịt và hai con gấu về bản danh, những người khác không có giá trị thì bị bỏ lại. Để tước đi đường sống của họ, ả nữ hoàng hải tặc đã phá nát cuộn buồm con thuyền nhưng chim xanh đã sửa lại nó chỉ trong vài giây. Họ lần theo đám cướp đến vịnh ánh nến, nơi pháp luật chẳng hề tồn tại. Bà khỉ thó đồ của mấy tên lính để hóa trang, họ vô tình chạm mặt một tên tê giác, anh ta đang gây quỹ để mua vé xem nhạc hội Blackpink và rất may họ không bị nghi ngờ. Trong khi Po và những người khác đã bị áp giải đến một quán bar, ba vịt bị lôi ra xét xử. Theo luật cướp biển, Rosin cho phép một người ở phe họ đứng ra bảo chữa. Po phải miễn cưỡng trở thành luật sư để chứng minh Josin đã bắt nhầm người. Vết xăm trên quả đầu hói của bố vịt lại khiến thằng con trai phải ngã ngửa. Ông không những là cướp biển mà từng gây ra rất nhiều vụ án khét tiếng trong quá khứ. Bất chấp Lulu có biện hộ đến thế nào, Po sau đó bị phải ăn ngay cái ly vào quả mặt mẹt. Trong khi khỉ bà và chim xanh đến thư viện của đám cướp biển với hy vọng có thể lách luật bọn chúng ở đây. Lúc này Josin đã tiết lộ về quá khứ lẫy lừng của ba vịt,
họ từng là chiến hữu dẫn dắt một đám cướp hùng mạnh. Nhưng sau một trận chiến với hải quân Anh, ông Ping đã bật vô âm tín. Nhiều người nghĩ rằng ông ta đã tử trận, hú hồn hơn Zhou Xin và ba vịt đã từng đính hôn. Phẫn uất vì bị phản bội, ả Zhou Xin ngay sau đó đã tuyên án tử hình ông Ping. Cùng lúc này, kế hoạch bà khỉ đã bị bại lộ, họ bị đám cướp biển đột kích bất ngờ. Sau trận ẩu đả, Nana vô tình tìm thấy bộ luật cướp biển. Về phần ba vịt, ông bị áp giải đến trảm đầu đài để công khai xử tử trước dân chúng, phán buộc tội trộm cắp, phản bội và không tắm trong một khoảng thời gian dài. Ngay khi lưỡi dao hạ xuống, Po và Lulu đã bay vào để cướp người, câu dẫn được chút thời gian. Zhou Xin có thân thủ rất phi phàm, ả dễ dàng tắt điện được hai con gấu. Lúc này bà khỉ bỗng dưng xuất hiện, dùng luật của cướp biển để chống lại chúng, một điều khoản thách đấu của những người trong cuộc. Po và những người khác sau đó bị nhốt vào mấy cái lồng lợn, thứ ấy được làm bằng hợp kim rất chắc chắn, cho dù có dùng mọi thủ đoạn cũng không thể phá vỡ. Po hoàn toàn hết hy vọng vào cuộc sống, cậu ta giận tím cả lông và chẳng màng quan tâm đến lời giải thích của ông Ping. Trận ba đấu quyết tử sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Zhou Xin được toàn quyền đặt ra những quy tắc, nhóm của Po sẽ được thả tự do nếu họ thắng một trong ba trận đấu. Ông Ping định dùng nhan sắc để cám dỗ Zhou Xin, xin bà nếu thời gian bên nhau của chúng ta còn ý nghĩa, nhưng vô dụng. Nai Hai Sừng và Lulu là những người tham gia trận đấu đầu tiên. Đối thủ của họ là một cặp thỏ có thân hình nhỏ bé, nhưng tuyệt đối đừng xem thường khả năng của chúng. Lulu và Nai Hai Sừng tỏ ra thiếu gắn kết, họ nhanh chóng bị đám thỏ knock out chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Bà khỉ tranh thủ kiếm ít thóc nhờ vào việc đặt cược cho chúng, trong khi Po vẫn đang tỏ ra giận hờn, không thèm nhìn mặt ông Ping. Đối thủ tiếp theo là một con trâu chột mắt, hắn vừa xuất hiện đã khiến cho cả đấu trường phải rung chuyển, chim xanh sẽ trở thành món đồ chơi cho hắn. Ông Ping từng đối đầu với tên này, ba vịt suối Nana hãy xúc phạm mẹ của hắn. Tên trâu tuy thể hình vượt trội nhưng tâm hồn lại rất mong manh. Mánh khóe này chỉ có hiệu quả nhất thời, tên trâu sau khi lấy lại tâm trạng hắn liền bay vào vườn Nana khiến cô chim xanh mệt lả người. Đúng vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị kết thúc trận đấu thì chim xanh ăn may hạ được tên to xác này, chỉ vì đối thủ quá khinh suất thua cuộc một cách lãng xẹt. Zhou Xin tóm Nana vứt nhẹ như vứt cuộc tình với ông Ping, lật lọng tuyên bố cướp biển đã thắng vòng 2 trong khi xung đột giữa hai cha con nhà ba vịt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng lúc này Lulu đã thương lượng với Nai Hai Sừng nhờ ông ta đi gọi cứu viện, họ lén bỏ trốn lên một ngọn núi vô tình đụng độ với tên tê giác. Nai Hai Sừng nhận bừa Lulu là vợ cướp biển của mình nhưng tên tê giác không dễ bị đánh lừa. Cả hai buộc phải phối hợp để hạ tên này. Lúc này trận chiến cuối cùng đã diễn ra, Po không thể phản công vì bà Cừu nhanh thoăn thoắt cộng thêm vũ khí sát thương chí mạng, buộc cho cậu ta phải lẩn trốn. Bà Cừu bất ngờ bay lên tặng Po một cú đá sấm sét. Sau một pha giao tranh lét vế, Po bất ngờ phản công bằng một cú đá móc khiến Zhou Xin bay thẳng vào cái xô cho thêm phần đau lưng. Nhưng rất nhanh bà ta đã có thể vực dậy, Po liền bỏ chạy tụt mỡ. Cậu giật được thanh gươm của một tên Lola, cầm cự được vài giây thì bị bà Cừu cho một cước bẹp dí tại chỗ. Kế đó, Po dùng đòn nén bụng mỡ huyết vô người khiến Zhou Xin bay xa cả chục mét. Cậu đá vũ khí của bà ta văng vào cái lồng của ông Ping, đồng thời tóm lấy nó thông thẳng vào mặt của bà Cừu khiến bà không kịp trở tay. Sau trận chiến hiềm khích giữa hai cha con đã được hóa giải, nhóm của Po được trả lại tự do. Cùng lúc này, Nai Hai Sừng đã bắn pháo sáng để cầu cứu các hiệp sĩ nước Anh. Zhou Xin vừa mới hòa nhã trở lại thì bị chọc cho tức sôi máu, bà ta lập tức cho nhóm hải tặc di tản khỏi hòn đảo. Ông Ping một bên có phần tiếc nuối cho chuyện tình ngang trái. Rất nhanh các hiệp sĩ nước Anh đã ập đến, họ càn quét ngôi làng và bắt giữ tàn dư của Zhou Xin trong khi nhóm Po đang tìm cách lấy lại chiếc hòm bảo khí. Nó được cất ở kho chứa trên đỉnh núi nơi ba vịt đã từng ngắm hoàng hôn cùng với vị hôn thê. Có một lối đi bí mật mà chỉ mình ông biết, ba vịt tuy bình thường chỉ gắn bó với bếp núc nhưng vào thời khắc quan trọng lại tỏ ra rất có bản lĩnh, không hổ danh là cao thủ đoạt hồn. Lúc này Nai Hai Sừng đã âm thầm để lại ám hiệu cho đám hiệp sĩ. Tại kho chứa của Zhou Xin, Po gặp lại thủ lĩnh rồng đất, anh ta đang canh giữ kho báu cho nữ hoàng hải tặc. Ngay khi họ lấy lại được chiếc hòm thì quân Anh đã bất ngờ tràn vào, tên thủ lĩnh là cận vệ cũ của anh trai Lulu. Hắn truy lùng cô để lấy lại thanh kiếm của Apli, một vũ khí chỉ xứng đáng với các hiệp sĩ. Lulu và những người khác sau đó bị áp giải về Anh theo đúng thỏa thuận giữa cô và Nai Hai Sừng. Nhưng khi họ xuống đến bến cảng, tên Bray đã yêu cầu mở chiếc hòm ra để kiểm tra. Bất chấp Lulu giải thích trong đó chỉ có hành lý, nhưng chỉ với một nhát chém chiếc hòm đã bị mở toang, đồ vật bên trong đều đã được phơi bày. Nai Hai Sừng nhận ra chúng chính là những món bảo khí thượng cổ, cho rằng Lulu đang tiếp tay cho hải tặc để buôn lậu vũ khí. Bray sau đó tịch thu chiếc hòm một cách trắng trợn, anh ta tuyên bố toàn quyền xử lý chúng. Nhưng Po và các anh em không cam chịu, họ vùng lên đột phá vòng vây sau đó cướp lại chiếc hòm từ đám hiệp sĩ. Khi họ nhìn về hướng con thuyền thì nó đã bị đánh chìm. Đúng lúc này Zhou Xin lại xuất hiện, bà ta đã bị tình cảm lấn át. Po giao lại chiếc hòm cho ba vịt,
Nai Hai Sừng lao tới cố níu lại chiếc dương nhưng ông ta đã bị con bạch tuộc của Zhou Xin loại bỏ. Nhóm của Po tự nguyện để các hiệp sĩ Anh tóm gọn, Ray sau đó lên hải trình đến Anh quốc và tuyên bố nhóm của Po phải trả giá cho hành động bốc đồng vừa rồi. Khi đến được nước Anh, Po và Lulu bị tách ra. Trên đường quay trở về vương quốc, Lulu truyền đạt lại nguyện vọng của anh trai là phá hủy các món bảo khí, cô thuyết phục Ray giúp đỡ thực hiện di nguyện của anh trai. Cùng lúc đó ánh mắt của Po đã va phải chiếc chìa khóa tên lính sau cùng, gấu béo dùng thủ đoạn dụ tên sư tử đến gần, rất nhanh hắn đã bị Po đấm ngất. Sau khi có được chiếc chìa khóa, Po lập tức đi giải cứu cho những người còn lại. Lúc này Bray có vẻ lung lay trước sự thành khẩn của Lulu, bất chợt Po lại xuất hiện khiến cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt. Gấu béo bay tới đi đường quyền với Bray và dùng mưu mẹo nhốt anh ta lại. Chiếc xe nhanh chóng lao thẳng xuống dốc, cô gấu gầy và những người còn lại xử lý mấy tên lính cỏ, Nai Hai Sừng cố hãm lại quán tính của chiếc xe. May mắn nhóm của Po kịp bay ra ngoài trước khi cỗ xe bị phá hủy thành từng mảnh. Lulu tỏ ra gay gắt vì Bray mém thực hiện nguyện vọng của anh trai nhưng lại bị Po phá đám, mấu chốt duy nhất để họ có thể phá hủy các món bảo khí. Lulu sau đó buộc phải quay trở lại lâu đài, họ phải gặp nữ hoàng để hỏi về chuyện của anh trai. Một giải cờ vua đang được tổ chức, cô gấu gầy giả làm kỳ thủ trong khi Po được giao trọng trách trở thành tùy tùng và không được phép nói chuyện. Ấy thế đầu óc Po chỉ như nước đổ đầu vịt, vừa lòi mặt vào cung điện thì cậu đã đả động đến đám hiệp sĩ. Lulu và những người còn lại lập tức bỏ chạy trong khi Po bị đám hiệp sĩ truy sát đến cùng. Sau một hồi lạng lách mệt mỏi, Po trốn vào một căn phòng, nơi nữ hoàng tiếp đón những kỳ thủ. Cậu ta tự xưng mình là Forset, một cao thủ cờ vua đang ở ẩn, dùng luật chơi cờ vây để đón tiếp nữ hoàng và rất may cô ta chẳng có chút nghi ngờ. Po tranh thủ hỏi dò về anh trai Lulu và biết được nhiệm vụ cuối cùng ảnh được giao là đến làng Lettermoot, ngay sau đó không hiểu sao anh trai yêu cầu một kỳ nghỉ. Đúng lúc này thì đám lính lại ập vào khiến Po bị lộ tẩy, tuy nhiên nữ hoàng quyết định thả cậu ta đi. Cùng lúc này Bray đang phá cửa ở căn phòng mà gấu gầy và những người khác đang lẩn trốn, họ sử dụng mọi thứ để làm vật cản. Lúc này đám lính đã vớ được cái cột giường của Bray, chúng dễ dàng phá tung cánh cửa, Lulu và những người khác vội ẩn náu khắp căn phòng. Họ được Po đến yểm trợ, thành công tẩu thoát qua lối đi bí mật, Po thuật lại lời kể của nữ hoàng cho Lulu. Cô ta đoán rằng có kẻ nào đó ở Factormwood đã tác động đến anh trai khiến ảnh buộc đi tìm các món bảo khí. Nhóm mắt thâm lập tức lên đường tìm hiểu, họ đến được Factormwood thì chỉ có một con lừa duy nhất ở đây. Sau đó anh ta dẫn họ đến đầm lầy, Ega nói anh trai Lulu đã từng đến ngôi làng vào nhiều năm về trước. Ở Factormwood có một con quái vật đang lộng hành, người dân ở đây đã gửi thư cầu cứu đến nữ hoàng nhưng đa phần những hiệp sĩ được cử đến đều đã bỏ cuộc, trong đó có cả anh trai Lulu. Gấu gầy cho rằng chắc chắn chuyện này có ẩn khúc, nhìn xa xăm về phía đầm lầy sau đó nói với Ega họ sẽ xử lý con quái vật. Ngay khi tiến vào trong khu rừng, họ đã cảm thấy bầu không khí rất ớn lạnh. Một cánh tay trông như rễ cây cổ thụ bất ngờ tóm lấy chân của Lulu, Po bay tới cho nó một cước nhưng lập tức bị bàn tay hất văng những chục mét. Lulu dùng gươm chém vài nhát vào con quái vật, vết máu mà nó để lại chỉ toàn là rêu. Khỉ ba ba sau đó bị con quái vật tóm đi, ngay cả Po cũng đã trở thành nạn nhân của nó. Khi Lulu và chim xanh bám theo họ thì bắt gặp một lão già có hình thù kỳ dị. Ông ta chính là bộ não của đầm lầy quái vật này, một con hải ni có siêu năng lực điều khiển cây cối. Anh trai gấu gầy đã từng có cơ hội tóm được ông ta, nhưng khi biết khu rừng thực tế là ngôi nhà của loài hải ni, nó luôn bị người ở thị trấn đến phá hoại và hành động của hắn chỉ đang cố bảo vệ ngôi nhà của ông. Anh trai Lulu sau đó đã từ bỏ nhiệm vụ, ảnh được hắn tiết lộ về món vũ khí tần san, cảnh báo về nguy hiểm khi nó rơi vào tay kẻ xấu. Cách duy nhất để phá hủy những món bảo khí là đem chúng đến thành phố cổ Tần San, nơi chúng được rèn ra. Hắn biết được điều này bởi linh hồn tổ tiên đã bị giam trong những món vũ khí đó. Sau khi biết được sự thật, nhóm của Po quyết định quay trở lại nhà của Lulu để tìm quyển sổ ghi chép của anh trai cô, thứ duy nhất giúp họ biết vị trí của thành phố cổ Tần San. Mẹ của Lulu là công nương Lucinda, theo lời cô kể thì bà rất độc ác. Gấu gầy sau đó đột nhập vào tòa lâu đài thông qua lối cửa sổ. Khi phát hiện cô con gái lâu ngày mới trở về, bà Lucinda đã rất vui mừng, trái ngược hoàn toàn so với những gì mà Terra kể. Những người khác cũng được chủ nhà niềm nở đón tiếp, họ được mời lại uống trà và ăn bánh quy. Ngay khi vừa nhìn thấy đồ ăn, Po đã rớt hết cả liêm sỉ, cậu ta đớp hết đĩa bánh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mẹ của Lulu luôn mong muốn con gái mình trở thành một thiếu nữ đoan trang nhưng bà đã thất bại. Lulu không hiền thục như công chúa láng giềng mà thô lỗ như những hiệp sĩ. Cũng vì vậy mà khi gặp nhau họ luôn xảy ra khiềm khích. Ở một nơi nào đó trên nước Anh, Chồn Chị vẫn còn sống, à ta bị một đám sơn tặc bắt giữ nhưng sau đó chúng đã bị à Chồn đánh bại. Nhờ vào lời khai của mấy tên này, Chồn Chị đã biết lộ trình của Lulu. Sang với Zhou Xin đã thay đổi hải trình hướng đến một hòn đảo khác,
nơi họ sẽ an dưỡng tuổi già ở đây cho đến hết đời. Một toán cướp bản địa đã xuất hiện, ông Ping vác chiếc hòm bảo khí bỏ chạy trong khi Jocin gọi hồn con pet của bà ta đến để cầm chân đám cướp rồi lập tức đuổi theo ba vịt. Về với Lulu, cô đang lưỡng lự trước phòng của anh trai, nơi này lưu trữ rất nhiều chiến tích của Apli. Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, họ đã tìm thấy quyển sổ nhật ký, vị trí của thành phố cổ Tần San được ghi chép rất tỉ mỉ. Đúng lúc này Bray lại xuất hiện, hắn lập tức cho lính chặt cây để công thành, mẹ Lulu khuyên con gái hãy mau đầu hàng. Lulu quyết không ngồi yên chịu chết, cô dẫn những người khác lên phòng của Apli để lấy vũ khí. Po được giao cho một chiếc cúc đánh vần, hai bên lập tức bay vào choảng nhau khiến cả căn nhà đều nát bươm. Trong khi Po vừa ăn bánh vừa múa cúc đánh vần cũng dễ dàng hạ được vài tên lính cỏ, đúng là người có thực lực thì cầm gì cũng vẫn cứ lợi hại. Cô gấu gầy trực tiếp đối diện với chùm cuối Bray, nhận thấy yếu thế cô lập tức thả bom để cùng các anh em bỏ chạy. Bray và đám đàn em sau khi hít bụi sặc sụa thì tinh thần chiến đấu cũng bị giảm sút đáng kể. Tại ốc đảo phép thuật, sau khi bị dồn vào đường cùng ba vịt và Jocin may mắn được một nhân tố bí ẩn giải cứu. Không ngờ rằng kẻ này lại chính là Chồn Em, kể từ sau trận chiến kinh thiên động địa với Po, hắn đã cải tà quy chính và trở thành một lão nông thực thụ nơi đây. Claw thiện chí muốn giúp ông Ping và Jocin thoát khỏi đây, từ lâu anh ta đã không còn bận tâm đến vũ khí tối thượng. Sau đó Chồn Em đến hang ổ của đám cướp để đánh lạc hướng chúng, trong lúc ông Ping và bà Cừu âm thầm rời khỏi hòn đảo, họ lại xảy ra tranh cãi kịch liệt lòng tin đối phương. Tên kèo ngay khi nhìn thấy chiếc mũ liền ra lệnh cho đám đàn em bay vào cướp nó. Chiếc mũ bất ngờ trôi đến chỗ của tên kèo, ngay khi tên hải cẩu sử dụng sức mạnh của món bảo khí thì nữ hoàng hải tặc đã bay tới cho hắn một cước nằm luôn tại chỗ. Rosin sau đó tận dụng chiếc mũ giúp họ di chuyển đến Anh quốc nhanh hơn. Tại London, nhóm của Po lần theo biểu tượng có trên sổ nhật ký, nhiệm vụ này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lulu gợi ý họ cần phải tìm một người am hiểu về thành phố này. Sau đó gấu gầy dẫn họ đến chỗ của Pen-e, một thành viên của nhóm bọ hề. Nhóm của Po bất đắc dĩ trở thành bạn diễn cùng anh ta. Khi màn xiếc thú thập cẩm kết thúc thì Pen-e bị hai tên cóc xã hội đen truy sát. Nhóm gấu béo bám theo Pen-e đến một nghĩa địa. Sau khi giải cứu anh ta thoát khỏi hai tên cóc, họ được Pen-e dẫn xuống một huyệt đạo. Nơi này có rất nhiều hải cốt, không khí toát lên vẻ rùng rợn đến ớn lạnh. Biểu tượng mà Lulu đang tìm kiếm được vẽ ở trên một chiếc sọ linh dương, chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến thành phố Tiến San. Sau khi nhảy xuống một cái giếng, được đưa đến một thế giới không trọng lực. Ở đây họ gặp lại công nương Lucinda, vì lo lắng Lulu sẽ gặp chuyện nên bà đã âm thầm bám theo cô. Thành phố Tiến San ở bên kia cái giếng, để đến được đó họ phải mạo hiểm vượt qua một con đường đá trôi lơ lửng trên không trung. Vì chim xanh không thể bay trong môi trường lạ lẫm này, Po quyết định trở thành con chuột bạch đầu tiên. Bà Lucinda vì không thuyết phục được cô con gái quay trở về đành phải liều mình bám theo bọn họ. Những hòn đá hoàn toàn không được cố định, chỉ cần một tác động nhỏ nó cũng có thể trệch khỏi hướng di chuyển vài chục mét. Cùng lúc này Chồn Chị đã mò được đến nhà của Khan, không ngờ rằng cả hai lại là kỳ phùng địch thủ, đều sở hữu năng lực điều khiển cây cối. Khan nhanh chóng bị Luca áp đảo, trông thấy khả năng vượt trội của ả, ông ta đã đoán Luca chính là một trong những hậu duệ của các sư phụ cổ đại. Sau đó Khan bị ép khai ra lộ trình của dòng chiến binh. Quay trở lại thành phố Tiến San, bà khỉ và mẹ Lulu bị trôi quá xa so với hướng di chuyển. Họ đang hướng thẳng vào khu vực có những khối thạch nhũ sắc nhọn. Po và những người còn lại phối hợp lại leo tảng đá đuổi theo. Ngay khi tiếp cận được nạn nhân, họ nhanh chóng đẩy Lucinda và bà khỉ ra khỏi vùng nguy hiểm, đáp xuống một tảng đá khác. Thậm chí còn cách xa hơn nhiều so với điểm xuất phát, điều này khiến Lulu và mẹ của cô một lần nữa lại xảy ra xung đột. Đúng lúc này bà Lucinda phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, họ có thể đi lại ở mọi góc độ của tảng đá mà không sợ bị rớt, trông giống như một không gian đa chiều. Khi đến được lò rèn của Tần San, Po phát hiện khuôn của những món bảo khí đều nằm ở đây. Trên thực tế, anh trai Lulu đã không phá hủy bánh xe bão táp, anh ta đã nung chảy nó để rèn ra một thanh kiếm, phòng khi phải đối đầu với phép thuật của Aruka. Lúc này Po nhận ra có thể linh hồn của anh trai gấu gầy vẫn đang nằm trong thanh kiếm, vì Aruka đã dùng nó để kết liễu anh trai cô. Đồng thời bà Lucinda cũng tiết lộ, Bray đã tạo ra một cái bẫy hòng tóm Lulu vào ngày mai, tận dụng cơ hội này để cướp lại thanh kiếm. Khi quay trở lại mặt đất, họ chia làm hai nhóm, Lulu và mẹ cô ấy sẽ quay trở về nhà để lấy lại thanh kiếm. Po và những người còn lại sẽ đi tìm ba vịt để hộ tống các món bảo khí đến thành phố cổ. Ngay khi quay trở về, Lulu đã biến ngôi nhà thành một cơ quan với vô số cạm bẫy. Sau tất cả, bà Lucinda cuối cùng cũng đã ủng hộ chí hướng của cô con gái. Po vẫn đang loay hoay tìm đường đến bến cảng, cùng lúc này ông Ping và bà Cừu đã đến được London theo đường hàng không. Trông thấy ánh mắt khác thường của người dân, Po phát hiện ra họ đang bị truy nã, khắp khu phố đâu đâu cũng là cáo thị về họ. Số tiền thưởng rất lớn khiến họ trở thành mục tiêu săn đuổi của lũ đầu trộm đuôi cướp.
ông Ping vẫn chưa thể phát hiện ra con trai, sương mù quá dày đặc. Sau một hồi chạy thục mạng trong khu phố, cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra nhau. Ông Ping nhanh chóng quăng dây để Po và những người khác trèo lên, đám cướp vẫn bám dai như đỉa và được Po loại bỏ từng tên một. Ngay cả tên Pen E bị đồng tiền làm cho mở mắt, anh ta bị Po đè dẹp lép như con tép, rớt cái bịch xuống dưới một thùng rác. Ngay khi họ trèo được lên con thuyền, bà khỉ lập tức cắt dây để loại bỏ những tên cướp còn lại. Ấy vậy một trong số chúng vẫn bám được vào thân tàu, Josin dùng quyền năng của chiếc mũ để loại bỏ chúng và có màn thể hiện tình cảm thắm thiết cùng ba vịt. Cùng lúc này cái bẫy của Lulu đáng ra đã có công dụng, bà Lucena đã cướp được thanh kiếm từ tay Bray. Đám lính cứ tràn vào lập tức bị dính bẫy không kịp thở, Lulu cùng mẹ thành công tẩu thoát lên sân thượng. Chưa kịp vui mừng ngay sau đó đã bị tên Bray phát hiện. Bên này sau khi quay trở lại điểm hẹn, Po nhận ra có gì đó không ổn vì lâu vậy Lulu vẫn chưa đến. Linh tính mách bảo, họ lập tức quay trở lại nhà của cô ấy, thành công giải cứu hai mẹ con Terra thoát khỏi tên Bray. Kế đó, Josin đã quyết định rời đi vì nhiệm vụ của bà ta đã hoàn thành. Trông thấy ba vịt lộ rõ vẻ tiếc nuối, Po khuyên ông ở lại, họ chia tay nhau ở bến cảng. Po và những người khác lập tức quay trở lại thành phố Tiến San. Sau khi thất bại trong việc bắt giữ Lulu, tên Bray được nữ hoàng gọi tới để yêu cầu hắn dừng hẳn nhiệm vụ bất chính. Nhưng Bray không cam tâm, hắn lập tức cho đám đàn em đem nỏ tới để tiếp tục truy sát cô gấu gầy, cho rằng cô đã làm mất danh dự của hội hiệp sĩ. Nai Hai Sừng trở thành nạn nhân đầu tiên của hắn, cậu bị tước đi danh hiệu và nhốt giam vào ngục. Sau khi chứng kiến tất cả, Lulu lập tức đi giải cứu Nai Hai Sừng. Họ phối hợp tẩn cho quân lính một trận nằm la liệt đầy đất. Nai Hai Sừng được Lulu rủ vào nhóm để cùng phá hủy bốn bảo vật. Trong khi Po có nhiệm vụ giải thích cho bà Lucinda ra hiểu, việc đưa anh trai Lulu quay trở lại là vô cùng nguy hiểm. Đến được hầm mộ, họ bất ngờ bị hai tên lính phát hiện. Chúng nở một điệu cười nham nhở để mỉa mai bà Lucinda, ngay lập tức bị Lulu bay vào cho ăn đòn túi bụi. Khi xuống được đường hầm, bà Lucinda ra đã hỏi cô con gái về chuyện mình chưa biết. Sau khi giải thích việc giải phóng anh trai đi ngược lại với di nguyện của anh ấy thì Lucinda đã hiểu được tâm tư của cô con gái. Đúng lúc này thì quân lính của Bray lại kéo đến, Lulu và mẹ nhanh chóng di chuyển đến Logen còn Po và những người khác ở lại để cản chân chúng. Ngay lập tức một cuộc hỗn chiến đã diễn ra, nhân lúc nhóm của Po mất cảnh giác, tên sư tử đã băng qua họ để đuổi theo Lulu. Po lập tức bám theo để cảnh báo cho người bạn. Gấu gầy vì ra sức ngăn cản mũi tên của tên Bray mà vô tình làm rớt túi bảo khí khiến chúng bay rải rác khắp nơi. Po và những người khác lập tức đi gom chúng lại trong khi Lulu cố cắt đuôi tên Bray để thuận lợi đi đến Logen. Tên này quả thực ngoan cố, cho dù có bị đánh bay xa cách mấy thì vẫn kịp quay trở lại để chặn đường Lulu. Hắn dùng nỏ uy hiếp cô buông bỏ vũ khí thì bị Po lao tới hất văng vào tảng đá. Chưa kịp bay vào khống chế thì tên này đã kịp đứng dậy. Hắn yêu cầu Nai Hai Sừng mau xử lý nhóm của Po, hứa hẹn sẽ phục chức cho anh ta. Tên Bray không dành thời gian nghe lời từ chối của Nai Hai Sừng, mũi tên theo cách slow motion và Nai Hai Sừng đỡ dùng cú thay Po. Ngay khi tên Bray tiếp tục màn thảm sát thì Chồn Trị xuất hiện để tắt điện tên này. Những người khác nhanh chóng bỏ chạy, chưa bao lâu bị dồn vào ngõ cụt, Po dùng sức mạnh của găng tay để phá vỡ tảng đá thành từng mảnh. Rất nhanh Ruka đuổi theo sát nút, chim xanh Nana và bà khỉ trở thành nạn nhân đầu tiên, họ bị cướp mất bánh xe bão táp. Chồn Trị chuẩn bị ra tay với Po thì Lulu đánh chặn, cả hai lao vào một trận chiến tóe lửa. Nàng gấu cố cầm chân Ruka để những người khác phá hủy các món bảo khí còn lại. Trong một khoảnh khắc khinh suất, cô đã để Chồn Trị qua mặt. Chớp mắt Ruka đã có đủ các món bảo khí trên tay, đội quân hắc ám lập tức được giải phóng. Trong đó có cả anh trai Lulu và sư phụ voi Mammoth, họ đều đã bị kiểm soát. Po vác chân lên cổ mà chạy còn Lulu thì bị cho ăn đòn túi bụi. Sau khi được những người khác yểm trợ, Po nhanh chóng quay trở lại để hỗ trợ cho gấu ấy. Cô đã bị anh trai tóm gọn, tính mạng như ngọn đèn treo trước gió. Ruka phẫn nộ vì tưởng Lulu đã giết em trai mình nhưng khi được Po tiết lộ, Chồn em vẫn chưa chết thì sắc thái Chồn Trị đã thay đổi. Tuy tỏ ra bán tín bán nghi nhưng khi trông thấy đội quân người chết không có bóng dáng của em trai mình. Lúc này linh hồn của anh trai Lulu bất ngờ lao tới cho Chồn Trị nhát đơm chí mạng. Sau đó anh ta quay trở lại để đoàn tụ với gia đình. Po béo không quen nhưng vẫn bay vào ôm ké, cậu giao lại vinh dự phá hủy các món bảo khí cho anh trai Lulu. Vốn tưởng bộ phim sẽ khép lại tại đây thì ông đạo diễn quay xe, đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất tâm tính của anh trai gấu gầy lại thay đổi. Anh ta chiếm dụng những món bảo khí làm của riêng và tuyên bố sẽ kiến tạo lại thế giới. Trong khi Po vẫn tưởng đây là một trò đùa nhạt nhẽo, cho đến khi Anfi phá vỡ lò rèn và bắt đầu những gì anh ta nói. Po thuyết phục mọi người hãy mau di tản, Lulu không cam tâm, kiên quyết ở lại để thuyết phục anh trai thêm lần nữa. Khi Po và mọi người quay trở lại mặt đất thì cảnh quan hoàn toàn thay đổi, người dân đều bỏ chạy tán loạn, khắp nơi đều bị khói lửa bao trùm. Những cơn bão bất chợt ập đến,
Vì không biết Terra đã đi đâu nên họ buộc phải chia tay nhau ở đây. Nai Hai Sừng quay trở gặp nữ hoàng, chim xanh và bà khỉ đi cứu giúp người dân. Po quay trở về quê hương và hẹn gặp lại họ sau một tháng. Cùng lúc này, An Phi đã quay trở về nhà cùng với gia đình. Bất chấp lời khuyên cô em gái, anh Hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch này cho bằng được. Qua với Po vượt qua một chặng đường dài xa xôi hiểm trở, cuối cùng cậu cũng về được Trung Hoa. Po sau đó bị quân lính áp giải đến gặp hoàng đế, ông ta vô cùng hồ hởi. Không những thế, hoàng đế còn khôi phục lại danh hiệu sư phụ rồng cho Po, hy vọng anh có thể cứu giúp bà tánh thoát khỏi cảnh lầm than. Cùng lúc này, Lulu đang cùng anh trai đi cứu giúp người dân trên khắp thế giới. Họ bắt gặp thủ lĩnh rồng đất đang bị một đám cướp chấn lột. An Phi dùng sức mạnh để đè bẹp một tên trong số chúng nhằm răn đe những tên còn lại. Thế giới mà anh tạo ra sẽ không có bạo lực. Những hành động này nhằm chứng minh Lulu thấy thế giới không còn cần bất cứ thế lực nào bảo vệ, bởi An Phi có thể gánh được tất cả mọi chuyện. Sau đó anh ta di rời căn nhà đến một nơi khác để dễ bề cai trị đế chế. Bất lực trước những hành động độc đoán của anh trai, Lulu đã rời bỏ gia đình để tìm cách lật ngược tình thế. Sau những dư chấn do cuộc tái thiết để lại, ngôi làng của Po đã bị chôn vùi dưới hoang mạc. Người dân đều đã di tản đến nơi khác và chỉ còn mỗi gia đình cô thỏ còn bám trụ lại. Họ được Po thuyết phục đi đến nơi khác để sinh sống cho đến khi mọi chuyện về lại như ban đầu. Điểm đến là ngôi làng gấu trúc trên đỉnh núi, nơi Ba Vịt và Josin đang sống hạnh phúc ở đây. Po đang tỏ ra trầm cảm sau kế hoạch phá hủy bốn thứ thần thoại. Để trừng phạt cho thất bại này, anh đã thề mình sẽ không được phép ăn Ando nữa. Tuy mồm thì nói rất hùng hồn nhưng tay vẫn đút lia lia. Đúng lúc này Lulu xuất hiện, nàng gấu tỏ ra chán chường và cần có sự giúp đỡ của Po. Cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Gấu béo khuyên gấu gầy nên từ bỏ ý định đối đầu với anh trai, bởi họ chẳng có cửa để thắng được anh trai Lulu. Cô gấu không quan tâm, quyết định giúp Po sốc lại tinh thần. Sau khi được Ba Vịt mắng nhiếc, Lulu tìm đến phòng của Po với trạng thái hứng khởi. Cô vạch ra phương án để đánh bại anh trai. Họ tham khảo đủ các loại sách từ cổ chí kim để mong tìm được một vài trường hợp chiến thắng những đối thủ như An Phi. Càng nhốt bản thân ở trong phòng thì tâm trạng của Po lại càng trở nên tồi tệ. Gấu mập DIC luôn nghi ngờ về bản thân, mệt mỏi và chẳng muốn làm gì. Ba Vịt buộc phải giao cho Po một nhiệm vụ để lôi cậu ta ra khỏi căn phòng u ám, đi hái những trái ớt đặc biệt ở một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi họ đến được con sông, nước ở đây đã bị rút sạch để lộ ra vô số loại cây có độc, chỉ cần chạm vào chúng là mắt của họ sẽ lồi ra ngoài. Cho rằng quá mạo hiểm, Po lập tức quay trở về nhưng Lulu lao xuống. Lúc này trên vách núi, tâm trí của Po đấu đá kịch liệt. Sau một hồi tĩnh tâm, Panda quyết định nhảy xuống nhưng chân của cậu vướng phải loại cây có độc. Nó không khiến Po bị lồi mắt mà khiến cậu ta ngứa điên người. Lần này cái con lợn thích cà khịa trong tâm trí của Po lại xuất hiện, nó mỉa mai cậu là đồ vụng về ăn hại. Khi họ đến đúng vị trí thì những cây ớt đã bị nước cuốn sạch, chân của Po đã mềm nhũn như cọng bún. Trái lại Lulu vẫn tỏ ra tích cực, cô để Po ở lại nghỉ ngơi và đi tìm cây ớt một mình, cậu ta đang tranh chấp với con lợn mất nét. Ngay khi phát hiện ra cây ớt, nàng gấu lập tức quay trở dìu Po đến đó, cô không tự hái nó mà để gấu béo hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì cậu ta mới loại bỏ được con lợn tiêu cực trong đầu, mới trèo được nửa đường thì chân của Po đã tê liệt hoàn toàn. Vách núi bất ngờ sụp đổ, may sao Lulu đỡ được nhưng cô vô tình hít phải khí độc. Cô nằm ngây ngất dưới đất cho đến tận mờ tối. Lulu thức tỉnh trong cơn mê man, nói sẽ sống trên một ngọn núi rất cao. Po nhớ đến sư phụ, chợt một ý tưởng lên trong đầu. Hóa ra cây ớt mà Po hái về mới là loại cây khiến cho mắt lồi ra. Về phần của Po, cậu ta đã nhớ ra một chi tiết quan trọng: các vị sư phụ đều giao linh hồn cho các nguyên tố. Tuy lò rèn đã mất nhưng họ là mấu chốt duy nhất để phá hủy các món bảo khí. Sau thử thách, Po cuối cùng cũng lấy lại được trạng thái lạc quan và đá con lợn tiêu cực cút khỏi cuộc đời. Ngay ngày hôm sau, Po và Lulu lên đường tìm chim xanh và bà. Po tình cờ gặp lại cậu nhóc trong giải ném bóng trong mùa trước. Ở đây họ bị cai quản bởi một linh hồn tà ác. An Phi đã cử chúng đi khắp nơi để đảm bảo không có bạo lực xảy ra. Đi tiếp một đoạn, Po gặp lại bạn Ed. Khí hậu ở nơi hạt cacao đã thay đổi, nguồn hàng nơi đây bội thu hơn hẳn. Khi hỏi về chim xanh thì Ed xanh đã nói cô ấy chưa từng về đây, nghĩ rằng người bạn đã tèo. Po đến ngọn núi để tưởng niệm cho Nana. Ôi thật bất ngờ khi thấy cô nàng chui ra từ bọ cạp máy, Po lập tức bám theo để hỏi nguyên do. Sau màn rượt đuổi té khói, họ đã lọt vào tầm ngắm của linh hồn xám xịt kia. Po được Ed xanh hiểm trợ, chim xanh bị mắc kẹt ở cái khung dẫn bóng. Cô ta bỏ chạy, cảm thấy bất mãn vì bị An Phi phản bội. Sau khi được Po khuyên nhủ, chim xanh đã đồng ý tham gia kế hoạch lật ngược ván cờ. Tại Ấn Độ, gấu gầy gặp lại khỉ bà. Ngay khi biết được sự tình, bà khỉ đã sẵn sàng tham gia nhiệm vụ, nhưng phải chờ đến khi buổi tiệc sinh nhật của bà ta kết thúc. Họ sẽ đi phát quà cho người dân khắp thành phố. Lulu nhận ra khỉ bà đã có một gia đình thực sự.
Cô quyết định rời đi một mình nhưng bà khỉ đã nài nỉ thêm chút thời gian, giờ bà ta mới có được lý do để chiến đấu. Khi đã tập hợp đông đủ, cô lập tức đề cập về kế hoạch liên lạc với các vị sư phụ cổ đại. Phép thuật nguyên tố chính là chìa khóa để mở ra cánh cổng. Người duy nhất mà họ nghĩ đến chính là Trồn Em, anh ta là một trong những hậu duệ của các vị sư phụ cổ đại. Cùng lúc này, kế hoạch tập hợp của nhóm Mắt Thâm đã bị An Phi phát hiện, anh ta cử các linh hồn đi thăm dò tình hình. Quay trở lại nhà của Po, mọi người đều đang băn khoăn không biết làm cách nào để đi tìm ảnh thì Nai Hai Sừng bất ngờ tìm đến. Ông ta biết một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý khi đang ăn mì ở một con phố Trung Hoa. Ở đây họ gặp lại thủ lĩnh rồng đất và được anh ta tiết lộ, hòn đảo Pháp Sư đã trôi đến Bắc Cực. Ngay khi nhóm của Po rời đi thì thủ lĩnh rồng bị các linh hồn úp sọt, chúng đem anh tra khảo. Sau khi biết tổng kế hoạch của Po, An Phi ra lệnh cho toán đàn em đi bắt Trồn Em về. Đến với hòn đảo phép thuật, nơi này đã bị bao phủ bởi băng tuyết, đám cướp bản địa đang chuẩn bị di tản, thì đội quân tà ác đã bất ngờ ập đến. Khi nhóm của Po đến nơi, không khí vô cùng vắng lặng. Mặt khác của hòn đảo, đội quân hắc ám đang lùm xùm mọi ngóc ngách. Lulu bỗng bị rớt xuống một căn hầm, nơi Cloud đang lẩn trốn. Đúng lúc này giọng của Ruka đâu đó cất lên, ngay khi Cloud chạy ra ngoài, hắn đã bị bao vây bởi đội quân hắc ám. Nhóm Mắt Thâm lập tức phối hợp để giải cứu những linh hồn tà ác, sau khi bị bốc hơi chúng nhanh chóng tích tụ về Cloud. Hắn được chị gái tóm gọn, Po và Lulu đành phải quay trở lại cứu hắn thêm lần nữa. Nai Hai Sừng dùng các chiến xa bọ cạp để phá vỡ kết cấu của lớp băng, đội quân hắc ám bị nhấn chìm hoàn toàn. Đâu đó trên hành trình, Cloud được cô gấu đến an ủi vì cô đã từng trải qua cảm giác của hắn. Có hơi căng thẳng và Cloud có tối hậu thư cho cả anh và Trung Hoa. Lúc này Po đề cập đến việc kết nối với các nguyên tố để thức tỉnh các vị sư phụ cổ đại. Cloud khẳng định hắn chẳng có bất cứ siêu năng lực nào cả. Nhưng Po cho rằng phép thuật đang nằm trong máu của Cloud và anh ta chỉ cần thức tỉnh nó. Trong khi Po tìm cách giải phóng sức mạnh tiềm tàng cho Cloud thì những người còn lại có nhiệm vụ đi tìm đồ ăn, bụng của họ đều đang đánh trống rất kịch liệt. Khi trông thấy dáng vẻ hăng hái yêu đời của Nai Hai Sừng, mọi người đoán rằng anh ta fall in love Lulu. Về phần của Po, cậu ta đang áp dụng một phương pháp của sư phụ rùa nhằm đi vào tâm trí Cloud. Một nơi trông giống như bãi rác, mỗi lần Cloud nghĩ về vấn đề gì đó là họ lại được dịch chuyển đến một nơi khác. Chẳng hạn một kỷ niệm về chị gái, thông qua những mảnh ký ức Po đã biết được năng lực của Cloud. Anh ta có thể tìm được chị gái mình cho dù họ có bị tách ra ở bất cứ đâu, một loại năng lực có thể điều khiển được gió ma thuật. Sau khi giúp Cloud kiểm soát được sức mạnh, họ đã thành công triệu hồi các vị sư phụ cổ đại, nhưng Po lại không thể hiểu cách họ truyền đạt, nó giống như một thước phim bị mất tiếng. Manh mối duy nhất mà cậu nhìn thấy, đó là một pho tượng. Sang với Lulu, họ được những người dân bản địa mời lại ăn súp nấm. Lúc này Nai Hai Sừng bất chợt quay trở về, anh ta vừa té vào một đống thảo dược không rõ nguồn gốc, nó khiến những người dân ở vùng này trở nên kích động. Họ tí thì bay vào rút tiết của Nai Hai Sừng nhưng gấu gầy đã kịp xả thân để ngăn cản, tuyên bố Nai Hai Sừng thuộc về mình. Sau tai nạn mọi người đều nghĩ, hai cái con người hẹn hò giấu giếm, chỉ là chưa dám thổ lộ. Kế đó Po tiết lộ phải quay trở lại thành phố cổ cắt dấu dây roi lửa, một nỗi ám ảnh đối với tất cả mọi người nhưng trước hết phải vận dụng năng lực để tìm ra vị trí của nó. Cùng lúc này An Phi đã đến làng gấu trúc để truy tìm dấu vết mà nhóm Mắt Thâm để lại. Sang với Cloud, cậu ta đã vận dụng được sức mạnh để dẫn nhóm của Po đến thành phố cổ. Họ đi theo chiếc lá được điều khiển bằng ngọn gió ma thuật. Điểm đến là một ngôi làng ở châu Phi. Những người dân ở đây đang bị một con quái vật đá quấy nhiễu, đồng thời nó cũng là người canh gác cánh cổng dẫn vào thành phố cổ. Khi bà ba đã từng bị mắc kẹt ở bên trong, bà ta biết cách để chế ngự con quái vật này. Một nơi sức mạnh cổ đại hoạt động vô cùng dồi dào, Cloud sau đó dùng năng lực để triệu hồi các vị sư phụ nhưng nó vẫn không có hiệu quả. Khi bà ba chỉ họ đến nơi mình từng lấy dây roi lửa, trong lúc bà khỉ trích dẫn mấy cái hành động vô tri, cả hang động bị động rung chuyển dữ dội, cho thấy thành phố này rất linh thiêng. Quả nhiên khi Cloud thi triển sức mạnh đã có hiệu quả đến kinh ngạc, các vị sư phụ cổ đại đã hiển linh và giờ thì Po còn có thể nghe thấy giọng nói của họ. Các vị sư phụ tiết lộ các món bảo khí không dùng vào mục đích nối các lục địa lại với nhau, khi làm vậy hành tinh có nguy cơ bị tận diệt. Nhóm gấu béo được gợi ý phải thức tỉnh sư phụ voi Mammoth, cần phải có đủ 4 người mới có thể phá hủy vũ khí Tần San. Việc này khó như hái sao trên trời, nó chẳng khác nào bắt họ ăn phở bằng lỗ mũi. Trước khi rời khỏi thành phố cổ, họ giúp người dân ở đây dịch chuyển con quái vật đi chỗ khác. Sau đó Po lên kế hoạch để giải thoát cho sư phụ voi Mammoth, họ cần cướp một trong các món bảo khí của An Phi, quan trọng làm cách nào để đánh lạc hướng anh ta, Lulu xung phong đảm nhiệm trọng trách. Cùng lúc này xung đột giữa Anh và Trung Quốc sắp diễn ra, trên thực tế nó chỉ là một mánh khóe để thu hút sự chú ý đội quân hắc ám. Trước khi lâm trận, chim xanh đã rèn ra một thanh kiếm để dành tặng cho gấu gầy, họ nhanh chóng di chuyển đến chiến trường theo đường chim bay.
Lúc này quân Hắc Ám của An Phi đã đổ bộ, Trung Quốc và Anh diễn một vở tuồng căng cực cầm chân chúng lại, họ chỉ đi võ mồm để khiêu khích đối thủ. Mặt khác, Lulu và những người còn lại đang di chuyển đến ngôi nhà trên mây của An Phi, nơi này hoàn toàn tĩnh lặng và không có quân đội canh gác. Lulu lén lút vào và bắt gặp anh trai ở phòng khách, cô công kích để thu hút sự chú ý của anh ta. Những người còn lại không chừa thời gian, trèo lên tầng 2 để âm thầm vòng ra sau lưng An Phi, kế hoạch của họ nhanh chóng bị bại lộ. Cùng lúc này, cuộc đàn áp chiến tranh đã diễn ra, Po và Nai Hai sừng bay vào khống chế sư phụ voi Mammoth nhưng thất bại. Về phần An Phi đang dồn nhóm của Lulu xuống vực thẳm, bất ngờ bà Lucinda xuất hiện để cướp đi thanh kiếm của con trai, đồng thời giúp cho linh hồn của sư phụ voi Mammoth được giải thoát. Nhân lúc An Phi đang giành giật thanh kiếm từ mẹ mình, chim xanh đã bay tới để cướp đi chiếc mũ của anh ta. Lúc này gấu béo đang hộ tống sư phụ voi Mammoth đến chỗ của Lulu, họ đang tranh giành kịch liệt từng cơ hội. Gấu gầy đã cướp được chiếc bánh xe bão táp, cô câu được chút thời gian để cho sư phụ voi Mammoth kịp quay trở lại. Chỉ lát sau An Phi đã chiếm lại thế áp đảo, sư phụ voi Mammoth một lần nữa lại bị khống chế, đội quân Hắc Ám sau đó trợ hồi trở lại, thế giới lúc này đang có dấu hiệu bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi Po và những người còn lại cố gắng cầm chân An Phi, giúp Cloud triệu hồi các vị sư phụ cổ đại. An Phi hạ lệnh cho đội quân Hắc Ám dồn toàn lực tiêu diệt Cloud, Lulu bay vào giao lưu cho đổi võ công cùng anh trai, cô được Po bên cạnh yểm trợ. Gấu béo thành công cướp được ngón tay cái từ găng tay sức mạnh đánh An Phi không kịp phản xạ. Sau một hồi khua tay múa chân mượt như sân siêu, Po đã cướp được thanh kiếm từ đối thủ, giúp Cloud và những người khác thoát chết trong gang tấc. Cloud sau đó được chị mình hỗ trợ để cùng triệu hồi các vị sư phụ cổ đại. Trận chiến giữa Po và anh trai Lulu vẫn chưa dừng lại, họ tỏ ra yếu thế trước đối phương, những tuyệt chiêu của Po bị bắt bài. Nàng gấu nhanh chóng bị hạ đo ván còn Po bị cướp lại thanh kiếm, An Phi hoàn toàn mất đi ý thức, anh ta thậm chí còn ra tay cả với mẹ mình. Lulu không bỏ cuộc mà vực dậy lần nữa, cô liều lĩnh thuyết phục anh trai. Nhưng khi họ triệu hồi được các vị sư phụ cổ đại thì đã quá muộn, cho dù có phá hủy các bảo khí thì thế giới vẫn sẽ sụp đổ. An Phi sau đó cảm thấy hối hận, anh ta lập tức buông bỏ vũ khí. Đúng lúc này Po gợi ý về kế hoạch tách rời các lục địa để ngăn cản sự va chạm, họ cần phải tập hợp rất nhiều sức mạnh. Sau khi các món bảo khí từng san được phá hủy, những linh hồn bị mắc kẹt sẽ được chuyển kiếp. Điều đó có nghĩa Ruka và An Phi sẽ không còn tồn tại, họ nói những lời chăn trối cuối cùng với người thân sau đó sẵn sàng bước qua thế giới bên kia. Sau khi các món bảo khí từng san bị phá hủy hoàn toàn, các lục địa đã được trả lại về vị trí như ban đầu, những hiệp sĩ được tôn vinh sau chiến công hiển hách của họ. Lulu được nữ hoàng trao tặng danh hiệu binh đoàn trưởng nhưng cô ấy trao lại vinh dự này cho Nai Hai Sừng. Khi bà quay trở về với gia đình, bà ta chính thức kế nhiệm chức tân nữ hoàng cướp biển còn chim xanh quay trở về quê hương, dành đa phần thời gian cho đam mê chế tác đồ chơi. Trong khi đó, gấu béo đã có thêm một người bạn đồng hành cùng cậu ta trên hành trình ăn cả thế giới. Trên đây toàn bộ movie Kung Fu Hiệp Sĩ Rồng, nếu thấy hay nhớ bấm like và đăng ký cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.